Dạ, alo mọi người nghe rõ không ạ? Nghe rõ em, nghe rõ em. Bắt đầu đi. Dạ, thì hôm nay là em chỉ muốn nhấn mạnh lại một số ý trong cái bài của em là về tại sao mình lựa chọn cái biểu đồ đó. Thì sau khi mà mình đã chuẩn bị được cái data trong R thì bước tiếp theo thì mình phải quyết định xem đó là mình muốn biểu diễn cái data của mình dưới dạng như thế nào, tức là mình còn phải biểu diễn bao nhiêu biến, hay là cái mục đích của mình muốn biểu diễn là như thế nào. Ví dụ như là mình muốn biểu diễn một biến thì trước tiên thì mình cần xác định xem cái biến đó thuộc dạng là biến phân loại hay là biến định lượng. Thì đối với mỗi loại biến thì nó sẽ có các dạng biểu đồ để mình visualize phù hợp. Chẳng hạn như là đối với một biến phân loại thì mình nên sử dụng biểu đồ cột hay là biểu đồ tròn. Thì khi mà mình biểu diễn ra thì mình sẽ thấy được cái sự phân bố của cái data của mình. Ví dụ như mình phân loại về giới tính, hay là về giới tính nam nữ, hay là về chủng tộc da trắng, da đen, hay là cái chủng tộc khác, thì mình sử dụng biểu đồ cột. Còn đối với biểu đồ tròn thì mình có thể biểu diễn một biến phân loại, sẽ thấy được các thành phần trong cái data của mình là nó sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm. Và ngược lại thì nếu mà mình muốn visualize một cái biến không phải là biến phân loại mà nó là một cái biến định lượng, thì mình nên sử dụng các biểu đồ như là histogram, density hay là biểu đồ chấm. Vì cái biến của mình là những con số, thì khi đó nếu mình chọn biểu đồ histogram thì sẽ giúp cho chúng ta xem được cái sự phân bố tần suất của cái dữ liệu của mình nó như thế nào. Thì để ví dụ như mình biểu diễn cái biến tuổi là nó là một cái biến định lượng, sử dụng histogram thì mình sẽ thấy được cái tần suất xuất hiện nhiều nhất của cái data này ở đây là trong khoảng từ 60 tới 70. Thì một cái dạng biểu đồ khác mà mình có thể biểu diễn tốt cho cái biến định lượng này đó là cái biểu đồ density. Biểu đồ density nó cho chúng ta một cái góc góc nhìn về sự phân phối của cái dữ liệu của mình. Thì cái biểu đồ mật độ này nó tương đối giống với cái biểu đồ histogram. Nó là một cái đường cong nó được nối liền giữa các đỉnh trong cái biểu đồ histogram lại với nhau. Thì ngoài ra để biểu diễn một cái biến đơn định lượng, mình cũng có thể sử dụng thêm một cái biểu đồ, đó là biểu đồ chấm. Thì cái biểu đồ này nó sẽ thể hiện được là khi mỗi quan sát được trong cái data của mình đó, thì nó sẽ biểu diễn là một cái chấm, và cái chấm này nó sẽ chồng lên nhau. Khi đó thì mình có thể xem được cái sự phân bố của cái data của mình. Tuy nhiên là ở dạng biểu đồ này thì mình nên tốt nhất là đối với các dạng data có kích thước nhỏ thì mình sẽ dễ quan sát hơn, nó sẽ ít bị trùng và chồng lên nhau. Tiếp theo là sau khi mà mình xem các đặc điểm phân phối đơn biến thì mình cũng có thể xem thêm các mối tương quan giữa hai biến. Thì ở đây chúng ta có thể xem xét mối tương quan giữa ba cái cặp biến. Thứ nhất là giữa hai biến định tính hay còn gọi là biến phân loại. Thì ở phía trên em có nói là biểu diễn một biến phân loại thường thường sử dụng là biểu đồ cột. Thì ở đây đối với hai biến phân loại thì biểu đồ cột cũng sẽ giúp chúng ta thể hiện tốt cái dữ liệu của mình, do là ở đây nó có tới hai cái biến nên là biểu đồ cột cũng sẽ phân chia thành các dạng như là ba tắc hay là dạng cột, nhưng mà được group lại với nhau theo một cái biến phân loại nào đó. Và cái dạng thứ hai là giữa hai biến định lượng. Thì
để xem được mối tương quan giữa hai cái biến này. Thường là biểu đồ Catalog sẽ là một cái gợi ý tốt, thì nó sẽ là một cái gợi ý tốt cho mình để mình visualize. Mọi người đợi em một xíu. Em nói lại là thứ hai, cái loại và thứ hai là mình có thể visualize giữa hai cái biến định lượng, thì để xem được cái mối tương quan giữa hai cái biến này, thì mình sử dụng catalog. Thì biểu đồ phân tán này ngoài biểu diễn cái sự phân bố, ngoài biểu diễn cái sự phân bố của dữ liệu của mình trên mỗi cái đặc tính mà nó ngoài ra thì nó còn giúp chúng ta xem được cái mối tương quan thông qua các đặc điểm giữa hai cái tọa độ hai chiều. Thì cái điều này nó sẽ hữu ích khi mà chúng ta muốn xem cái mối quan hệ giữa hai cái đặc tính để mà mình xử lý cái dữ liệu của mình tốt hơn. Thì các cái chấm trong cái biểu đồ này thể hiện giá trị của một điểm dữ liệu, và nó còn thể hiện thêm đó là cái xu hướng của cái data của mình. Nếu mà mình nhìn một cách tổng thể theo toàn bộ tập dữ liệu thì mình thấy cái xu hướng của nó có thể là một đường thẳng hay là một cái dạng khác, parabol, vân vân. Thì có thể cái data hai biến sẽ tương quan theo tương quan thuận, có nghĩa là nó sẽ cùng tăng, hoặc là tương quan nghịch là nó sẽ cùng giảm. Cái ý cuối cùng trong cái trong ba nhóm này thì là biểu diễn giữa biến định lượng và biến phân loại. Thì cũng giống như biểu diễn một biến định lượng, mình sử dụng histogram để xem sự phân bố dữ liệu, thì ở hai biến định lượng và biến phân loại này mình cũng có thể sử dụng đó là biểu đồ box plot. Thì box plot là một dạng biểu đồ được biểu diễn tương tự như histogram. Tuy nhiên thì ở đây biểu đồ hộp nó sẽ cung cấp thêm cho chúng ta thông tin hữu ích cho cái việc thống kê, như là median hay là điểm biểu diễn ở vị trí 25%, 75%. Ví dụ như biểu diễn độ tuổi, mà với biến tuổi là một cái biến định lượng, và cái biến giới tính là một biến phân loại, thì ta có thể vẽ được cái biểu đồ gồm có hai cái hộp chia theo cái tỷ lệ giới tính nam hay nữ. Và từ đó mình cũng có thể so sánh được trong cái tập dữ liệu của mình thì cái tỷ lệ nào cao hơn, hay là một số thông số như là trung vị, min max. Thì so với việc so sánh nhiều biểu đồ phân bố histogram thì mình có thể sử dụng cái biểu đồ box plot này để mà mình tạo ra nhiều cái hộp trong một cái biểu đồ để tiện cho việc so sánh. Dạng biểu đồ thứ hai mình có thể biểu diễn ngoài box plot là biểu đồ cột. Thì mình có thể thấy biểu đồ cột nó cũng đã rất hữu ích trong cái việc biểu diễn từ một biến phân loại cho tới hai biến phân loại, và bây giờ là một biến phân loại và một biến định lượng. Ví dụ như chúng ta có thể biểu diễn giữa hai biến là các cái mẫu cây và một biến tuổi là biến định lượng để xem các cái mẫu của mình nó có phân bố cái độ tuổi nào, hay là phân bố nhiều nhất trong cái khoảng độ tuổi bao nhiêu, thì mình có thể sử dụng biểu đồ cột. Biểu đồ cuối cùng trong nhóm so sánh giữa hai biến định lượng và biến phân loại là biểu đồ violin. Thì
biểu đồ violin cũng giống như là biểu đồ Boblot, nó cũng cho thấy sự phân bố dữ liệu định lượng. Thì cái biểu đồ này nó sẽ biểu diễn các phần tư của tập dữ liệu. Biểu đồ hộp nó sẽ biểu diễn các phần tư của tập dữ liệu, trong khi cái biểu đồ violin này nó được mở rộng biểu diễn ra cả cái phân phối của cái dữ liệu của mình. Tức là cái biểu đồ violin này mình nhìn có thể thấy nó giống như là sự kết hợp giữa cái biểu đồ box plot và cái biểu đồ mật độ. Tóm lại là khi mà chúng ta muốn visualize cái data của mình đó, thì mình có thể lựa chọn biểu đồ sao cho phù hợp với cái biến và phù hợp với cái mục đích của mình muốn xem, là xem cái phân phối data hay là biểu diễn data như thế nào, thì mình có thể lựa chọn một cái biểu đồ phù hợp. Thì em bổ sung thêm các cái phần ý nghĩa của các biểu đồ như vậy. Rồi, cảm ơn em. Có ai hỏi gì không mọi người? Có ai hỏi gì không? Có ai hỏi gì để giúp Kim Cương làm cho nó tốt hơn không mọi người? Không ai hỏi gì hả? Không ai hỏi gì, lát tới tôi hỏi lại thì tội lắm luôn ha. À. Rồi, cảm ơn Kim Cương nhiều. Em gỡ cái lên slide rồi đúng không em? Dạ. Để tới tôi xem màn hình ha. Kim Cương dạy cái bài này trong vòng 15 phút đó, 16 phút. Ủa, hồi nãy tôi nói chuyện nữa là mình 7 giờ, ở bên đây là 7 giờ 30 đúng không? Bây giờ là 7 giờ 46. Mọi người thấy màn hình của tôi chưa? Giờ chưa thấy. Sao kỳ quá vậy ta? Thấy chưa mọi người? Giờ rồi thầy. Rồi. Bây giờ cái bài này á, là bài 3 trong cái chuỗi bài của mình đó mọi người. Tại vì bữa trước mình đi vô mấy cái kia cần cho machine learning visualization. Bây giờ mình quay lại cái bài 3 ha. Cái bài 3 này tôi sẽ nói về cái data type, hồi nãy Kim Cương cũng nói rồi đúng không? Bây giờ chỉ nhấn nhá lại một tí xíu ha. Rồi xong xuôi rồi mình plot cái dimension của cái plot của mình ha. Rồi mình sẽ có cái dạng biểu đồ là static đúng không? Hay là interactive hay là animation. Một lát mình sẽ discuss coi tụi nó khác nhau như thế nào ha. Rồi cái plot của mình á, nãy Kim Cương cũng show cho mình rất là nhiều đúng không? Bài kỳ trước với bài bữa nay cũng có rất nhiều cái loại plot khác nhau ha. Rồi mình sẽ làm cái phần check này ha. Mình làm phần kiểm tra, tại vì mọi người không hỏi Kim Cương thì tôi sẽ hỏi ha. Rồi xong rồi thì từ cái việc mà mình làm thử những bài tập với lại mình hiểu được tất cả những cái plot đó, lúc đó mình sẽ đi tới cái việc là mình thiết kế một cái plot, hay là một cái panel, cái dashboard như thế nào ha. Đó. Rồi, thì cái data type này một lần nữa thì bữa trước mình đã nói bên cái bài mà BCA rồi, đúng không? À, không biết là mọi người còn nhớ hay không thì tôi vẫn lặp lại. À, mình tính cái correlation giữa một cái, hai cái biến continuous ở đây thì rất là dễ rồi, đúng không? À, nhưng mà đôi khi mình muốn tính cái correlation giữa một cái continuous với lại một cái ordinal data hoặc là nominal data, ví dụ vậy đúng không? Đó. Hoặc là discrete với lại cái này thì nó khó khăn, bởi vì trong cái bài BCA đó đã giới thiệu cái data type cho mình. À, thì đây cũng nói lại là
mình có hai cái dạng chính đúng không? Một cái dạng là định tính, một cái dạng định lượng. Đó. Đó. Ví dụ như định tính mà có thứ tự có nghĩa là ngon hay dở, đúng không? Đó. Hoặc là chẳng hạn như bistec của mình đó, mình muốn nấu là chín vừa, chín chín tới rồi chưa chín đúng không? Hoặc là hoàn toàn sống như vậy đó. Thì cái này nó cũng là có thứ tự, mặc dù nó là cái chữ đúng không, nhưng mà nó có thứ tự ha. Nhưng mà điểm của mình A, B, A cộng rồi B cộng rồi B rồi C rồi này kia rồi D rồi F đúng không, đó mặc dù là nó không, nó không phải là con số nhưng mà nó có thứ tự ha. Đó, còn bên đây là không có thứ tự gì hết ha. Đó, ví như là giới tính nam hay nữ, tóc blonde hay là đen hay là brown đúng không, đó thuộc chủng tộc nào ví dụ vậy đó ha. Thì nó không có thứ tự đó, thì hầu như cái này rất khó. Còn cái này mình có thể mã hóa nó lại được đúng không, đó mình có thể mã hóa A là 10 điểm đúng không, B là 8 điểm, còn B cộng là 8 điểm rưỡi ví dụ vậy. Chứ còn cái này thì khó đó, bởi vì bữa trước cũng đã nói rồi ha, cái data của mình. Còn cái continuous với cái Dietrich này mọi người cũng biết rồi đúng không, đó thì chẳng hạn như cái số học sinh ở trong lớp thì nó là một con số nguyên chứ không thể nào mà nó có 40,1 người hay là 40,5 người thì đâu có được đúng không, đó nó còn số nguyên thì là discrete data. Còn continuous như là chiều cao đúng không, chiều cao mình có thể là 1m73 đúng không, hoặc là 1m74, 1m76 như vậy đó, nó còn con số lẻ đó. Rồi thì khi mình có cái data rồi đúng không, đó thì mình sẽ nghĩ tới cái chuyện là mình vẽ cái hình ra đúng không. Thì để mà vẽ cái hình ra nó cũng phải theo thứ tự của nó đúng không, đó có nghĩa là mình phải hiểu cái data của mình trước cái đã, cái này không phải dễ đâu mọi người ha. Xong hiểu cái data rồi mình lấy cái cột ra repair nó, rồi bắt đầu là mình có thể translate nó, có nghĩa là mình lấy log hay là làm gì đó đúng không, đó để mình làm cho nó có ý nghĩa đúng không. Thí dụ như giờ mình có tuổi, nhưng mà tuổi cái sự khác biệt của 45 với lại 46 thì không có sự khác biệt gì hết về tuổi đúng không, bởi vậy là mình phải nhóm lại đúng không, nhóm lại thành tuổi là trẻ con đúng không, rồi thanh thiếu niên, rồi thanh niên đúng không, rồi người trưởng thành đúng không, rồi người trung niên đúng không, rồi người người già ví dụ vậy đúng không. Mình sẽ chuyển cái đó thành cái gì đó mà nó có ý nghĩa đó, chứ bây giờ chẳng hạn như giữa 1 với 2 tuổi thì có sự khác biệt gì đâu mà mình chia nó ra để làm cái gì đúng không. Đó, bởi vậy là đôi khi mình phải translate nó, rồi bắt đầu nó vẽ lên để mình explore nó đúng không, rồi mình đặt cái câu hỏi. Thì bây giờ mình làm thử đi mọi người ha. Nói thì khó đó, khó mà hiểu được, khó mà hình dung được, bởi vì mình làm, bây giờ mình làm thử. Bây giờ mọi người thử sử dụng cái data của cái US Prime này á đó, để coi coi mình hiểu được nó hay không ha. Bây giờ tôi mời một bạn xem màn hình ha. Mời Minh em xem màn hình giúp tôi được không em? Em có tiện không em? Cái package đó tên là US Prime. Không, nó không phải nằm ở trong cái đó đâu em, nó nằm ở trong cái mask đó em, nó nằm ở trong cái package mask đó. MASS. Ừ. Rồi bây giờ em hack cái US Prime đi. Rồi, bây giờ có cái data vậy có hiểu được gì không? Tôi nói thiệt tôi không hiểu được. Đúng không? Giờ có data vậy có ai đọc vô cái này có thể hiểu được không? Không hiểu được, vậy giờ phải làm sao? Có ai góp ý kiến được không? Giờ thấy cái data vậy tôi không hiểu rồi đó. Giờ không hiểu thì phải làm sao? Phải làm cho mình hiểu đúng không? Vậy làm bằng cách nào? Có ai biết không? Cái nhiệm vụ bây giờ của mình là understand cái data đúng không? Đó, phải hiểu cái data trước rồi mình mới
mình mới translate, mình mới explore, mình mới question đồ này kia đúng không? Bây giờ không hiểu thì sao được? Giờ có cái data như vậy nè, giờ làm sao? Mình chấm hỏi trước cái data này. Mình và em chấm hỏi chứ cái data nó còn sao mình? Chấm hỏi hả thầy? Chấm hỏi US brand. Rồi. Rồi, em đọc cái description đó, em đọc lên đi để cho mọi người hiểu được cái data nó là cái gì đi em. Các nhà tội phạm học thì có hứng thú với cái việc mà biết được những cái tác động của cái hình phạt đó lên nó ảnh hưởng gì đến cái tỷ lệ mắc mắc tội phạm, và cái và họ đã nghiên cứu làm nghiên cứu để liên kết các dữ liệu trên 14 à, trên 47 bang ở Mỹ vào năm 1960 để cho ra cái data frame này. Cái biến số thì cái biến số nó được biến đổi để convenient numbers, là em không hiểu trong trường hợp này là sao đó thầy. Không quan trọng em, cái đó không quan trọng đâu em. Bây giờ xong rồi, bây giờ em coi lại đi là cái M nó là cái gì em? Cái M, M là cho thấy là phần trăm tội phạm là nam ở độ tuổi từ 14 tới 24. Rồi còn cái so của nó là gì em? Cái so là cái biến số cho một cái bang ở phía nam. Rồi còn cái ED cái là gì em? ED là trung bình năm, trung bình năm mà cái người mắc tội phạm, người phạm tội đó học ở trên trường là bao nhiêu năm á. Rồi tiếp tục đi. Cái PO 1 này là là cái số tiền mà trả cho cảnh sát hay là sao thầy? Đúng rồi, kệ nó đi, em đó mình hiểu như là được rồi đúng không? Có nghĩa là ở cái bang đó đó đúng không, thì người ta sẽ chi tiêu cho cái cảnh sát là bao nhiêu trong cái năm 1960 được không? Dạ. Ta chi tiêu làm sao, mình đâu có biết cái budget của người ta để cho cái cho cảnh sát. Ví dụ như giờ ở Việt Nam mình sẽ cái GDP sẽ phân ra là bao nhiêu cho quân sự đúng không, rồi bao nhiêu cho giáo dục, còn đây là bao nhiêu cho cảnh sát, nó vậy đó được không ha. Tiếp tục đi em. Cái LF là tức là cái tỷ lệ mà khi mà người phạm tội này người ta bắt buộc phải làm lao động, giống như là để bù đắp cho cái lỗi họ gây ra. Còn cái MF là số nam trên 1.000 nữ. Còn cái POP là dân số của bang. Cái NW là số người mà không phải thuộc nhóm người da trắng trên một trên tổng số 1.000. Còn cái U1 là tỷ lệ thất nghiệp ở trong vùng đô thị đối với nam giới từ 14 tới 24 tuổi. U2 thì tương tự như vậy nhưng mà đối với nam giới từ 35 tới 39 tuổi. GDP là sản phẩm quốc nội trên đầu người. Còn INEC là cái sự bất công trong thu nhập.
Nó Rồi em cân kiếm bằng xuống cái đi, không? em bấm đi mũi tên xuống cái đi, em coi nó còn cái gì không. Rod là tỷ lệ imprison là đi vô tù thêm, bị bắt thêm lần nữa hay sao ấy. Tỷ lệ bỏ tù Tha tham là cái số thời gian, cái lượng thời gian mà phục vụ ở cái nhà tù ở bang đó như là khoảng thời gian trung bình. Ủa, chết rồi, em nhấn gì? Y là tỷ lệ tội phạm ở ở một cái này nó giống như là ví dụ như tỷ lệ tội phạm trong trường hợp là cướp ngân hàng là bao nhiêu phần trăm, hoặc là tỷ lệ tội phạm trong tỷ lệ tội phạm giết người là bao nhiêu phần trăm, nó có một cái particular category riêng. Rồi. Rồi bây giờ mình hình dung ra được tạm thời như vậy ha. Đó mình dĩ nhiên là ở đây thì mình chỉ học cái cách như vậy thôi đúng không? Đó chứ còn mà thật sự mình đã làm thì mọi người phải bỏ thời gian ra. Ha, rồi. Xong rồi giờ á em quay lại cái đó em bấm chữ Q đi, bấm chữ Q đi. Rồi mọi người cũng thấy được là ở đây hầu như nó là cái con số không đúng không? Bây giờ mình vẫn phân tích coi cái cột M của em, cái cột M đó nó là cái dạng gì vậy? Giống hồi nãy mình học là mình thấy có bốn dạng đúng không? Ha, thì cái cột M nó là dạng gì? Em làm dạng chi vậy em? Tôi đâu có kêu em chuyển thành dạng character đâu. Em chuyển thì làm gì? Tôi đâu có kêu em chuyển đâu em. Bây giờ tôi hỏi em dạng gì thì em phải làm sao để em biết được dạng gì? Dạ, cái này em quên rồi. Em đánh STR để em mở ngoặc ra cả cái US RAM. Đóng ngoặc lại. Không cần có cái đó đâu em coi hết luôn chứ em coi từng biến chi. Thì mọi người thấy đây tương tật nó đều con số hết rồi. Đúng không? Tương tật nó đều con số hết. Nhưng mà thí dụ như cái SO có nghĩa là cái có phải là của cái bang ở miền Nam hay không đúng không, thì nó là 0101 đó. Có nghĩa là ở này người ta chia làm miền Bắc với miền Nam đúng không, nếu mà là miền Nam thì là số 1, nếu mà miền Bắc thì là số 0 đúng không, mọi người thấy không đó. Rồi thì đây tất cả những kiểu mọi người thấy được là ở đây cái SO nó là kiểu gì vậy em? SO này là nó phân thành cái binomial dạng dạng binomial á thầy. Nhưng mà rồi rồi cảm ơn em. Bây giờ mình tạm hiểu cái data của mình vậy rồi đúng không ha. Rồi bây giờ mời nhường
Cảm ơn mình mời Nhường. Em làm lại cho tôi cũng giống như vậy á, nhưng mà làm với lại cái data là biopsy. Dạ thầy. Thầy có thấy em xem màn hình chưa vậy thầy? Rồi thấy nè. Ta phải viết vậy không vậy thầy? Tôi có đánh vô rồi đó em copy đi qua. B. Giờ em sẽ đọc xem cái script của cái data biopsy này xem data này nó nói về gì. Thì khi em dùng cái câu lệnh chấm hỏi cái data thì nó có để cái data này là data về các bệnh nhân mà bị ung thư vú, và cái description ở đây nó có mô tả là cái data này lấy từ trường bệnh viện của trường Wisconsin và từ ở Madison và từ Dr. William, và ông ấy đã lấy các cái biopsy của 699 bệnh nhân vào ngày 15 tháng 7 năm 1992, và mỗi each night attribute has been scored on a scale. Cái câu này là có nghĩa là sao vậy thầy? Cái mỗi một có 10 cột á, nhưng mà trong đây cái cột cuối cùng là cái class đúng không? Thì nó có 9 cột cả thảy, thì 9 cột đó mỗi một cột á nó sẽ có cái giá trị từ 1 đến 10. À dạ dạ, là nó sẽ scale cái cột đó có giá trị từ 1 tới 10 của mỗi cột. À dạ. Cái outcome là cái một cái cuối cùng á, là cái class của nó là cái outcome đó. Rồi. Dạ. Và cái class thì mình biết là bệnh nhân đó thuộc có cái outcome như thế nào. Dạ, thì có tổng cộng là data này có 699 hàng và có 11 cột. Dạ. Rồi bây giờ em dịch mỗi cột đi. Em thử cho mọi người coi coi mỗi cột có nghĩa gì. Nhưng bên đây không thấy. Là vậy thì cái cột em đầu hết tiên đó. Em hết tới đi em, chứ em để nhiều quá. Em hết 4 hàng, em hết 2 hàng hay là 3 hàng nữa cũng được. Vậy thì cái cột đầu tiên thì nhưng bên trái thì là các cái con số, thì ở bên đây nó có nói là cái cột đầu tiên là cái code, cái mã code của cái sample, thì có nghĩa là em nghĩ là cái này là cái số cái mã code của cái biopsy mà lấy từ cái bệnh nhân, thì cái mã code này là duy nhất, thì mỗi bệnh nhân sẽ mỗi một cái sample lấy từ bệnh nhân thì sẽ có một cái mã code. Và cái cột thứ hai là cái claim thickness. Cái này là cái độ dày của cái tế bào đúng không thầy? Ủa cái claim là cái sample mình lấy đúng không thầy? Cái độ dày và mỏng của nó đúng không thầy? Cái cột thứ ba là nói về cái kích cỡ, cái tổng cái kích cỡ của cái sample. Và cột thứ tư là về cái hình dạng của cái sample. Và cột thứ năm, cột B5 là
cột thứ 5 là tương ứng với cột V4 là cái khả năng cái khả năng bám kết cái khả năng bóp kết dính kiểu không sao đâu em, ở đây chắc tôi cũng không có dịch được là gì hết, mình hiểu tạm thời đơn vậy là được rồi. Thôi rồi, xong bây giờ á, thì nó cũng tương tự những cái ý nghĩa sinh học khác đúng không? Đó mọi người cũng thấy là nó cứ từng cột vậy đó. Rồi, bây giờ em thử đánh vô đi, là đánh vô summarize, đóng mở ngoặc ra, biopsy. Thì nó sẽ tính cho mình mấy cái giá trị trung bình, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất cho mỗi cột, đúng không? Nó sẽ tính cho mình tới tần tật những thông tin đó. Tại vì scale của mấy cái này là từ 1 đến 10, bởi vậy là giá trị nhỏ nhất của nó là 1 và giá trị lớn nhất của nó là 10. Đó mọi người cũng thấy chậm chậm nó đã ông đó ông scale nó thành từ 1 đến 10. Hồi nãy Uyên thì đáng lẽ tôi cũng quên, đáng lẽ mình cũng có thể làm giống vậy Rồi em coi cột cuối cùng đi, em chọn nó có hai cái class đúng không? Nó có là benign là mẫu normal đó. Có người lành tính đó, thì nó có 458 cái mẫu lành tính và 241 cái mẫu ung thư. Rồi, tại sao mình phải đọc vậy? Tại vì lát mình phải làm bài tập trên nó. Bởi vậy là mình phải hiểu trước hai cái, ít nhất là hai cái data này để mình làm bài tập. Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Dạ thầy. Rồi, thì xong hiểu được hai cái data, thực chất là còn có một cái data nữa là cái data về housing ha. Nhưng mà tôi sợ mình làm không có thời gian á, bởi vậy là tôi bỏ qua ha. Một lát ai muốn về nhà xem thì xem. Ông chồng nó có đầy data, muốn xem nào cũng được ha. Tôi lấy đại hai cái ví dụ, lấy random hai cái ví dụ ra. Rồi, bây giờ là mình xong cái phần là thứ nhất là về data type đúng không? Mình đã thấy được là cái data của mình á, nó trầm trọng là nó có nhiều dạng và cái ví dụ của một cái data frame đúng không? Ở đây tôi không đi hỏi mọi người là từng cột nó là gì đúng không? Mọi người ở đây chắc chắn là biết rồi. Mình làm nhiều cái nói như vậy rồi. Rồi bây giờ mình coi tới cái data dimension với cái plot của cái dimension của mình. Đôi khi nó matching mà đôi khi nó không matching. Ví dụ như cái data về cái BC của mình á, thì mình cái BC data của mình có một dimension thôi. Đúng không? Đó là cái chiều này. Nhưng mà khi mà mình plot nó ra thì mình plot hai dimension đúng không? Có trục y, có trục x. Đó thì cái này 1D. 1D này là data 1D nhưng mà plot ra thì là cái data của mình plot lên một cái mặt phẳng. Đúng không? Một cái mặt phẳng tới 2 chiều. Đúng không? Nhưng mà cái data mình thì chỉ có 1 chiều thôi. Được không? Còn đây mình plot 2D, đúng không? Là cái mặt phẳng mình cũng 2 chiều nè. Và cái data mình cũng 2 chiều là cái chiều dài và cái chiều rộng. Đúng không? Rồi ở đây là mình plot cái 3D, đúng không, là x, y, z, đúng không, của một cái hàm. Nhớ không? Thì đây là cái dimension của mình. Đó. Thì mình có data nào thì mình plot theo dimension đó. Đúng không? Chứ giống như cái này á, mình plot dư là tại vì cái plot lên một mặt phẳng thì nó có 2 thôi. Đúng không? Chứ bình thường là có 2 thì có 2, data có 2 chiều thì vẽ lên 2 chiều. Đúng không? Data có 3 chiều thì vẽ lên 3 chiều. Tại vì cái này thật chất là mình có thể vẽ một chiều bằng cách là mình copy cái đoạn này thôi nè. Đó, nhỏ ra thì nó sẽ là một chiều. Thì data với lại cái plot thì thường nó sẽ cùng chiều với nhau đúng không? Nếu mà data có một chiều thì mình vẽ một chiều, data có 2 chiều thì vẽ 2 chiều, data có 3 chiều thì vẽ 3 chiều. Nhưng mà thí dụ như trong trường hợp mình vẽ cái BC á, thì mình có thí dụ như là 50 chiều nhưng mà mình chỉ vẽ nó lên có 2 chiều thôi, thí dụ vậy. Thì cái đó lại là khác. Câu chuyện nó lại khác. Cái đó là mình giảm số chiều nó xuống. Được không? Giờ hình dung ra được cái chiều của cái data với cái chiều của cái plot chưa? Ok không? Được không? Dạ được. Rồi. Xong rồi bây giờ mình mới đi tới cái dạng của cái plot của mình đúng không? Cái dạng. Thì đây bình thường thì mình có cái static plot là giống như vậy nè. Đứng yên một chỗ mà. Không có nhúc nhích gì hết. Đó. Rồi mình có cái emination nè. Thì mọi người thấy được là cái plot là cái này là cái thật chất là cái BCA của mình đó, mọi người thấy không? Có 2 chiều đúng không? Và nó sẽ tìm ra cái chỗ nào mà có cái variance lớn nhất nè.
đúng không? Cái này cái variance nó không lớn đâu mọi người thấy không? Nó cứ đi 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 cho tới khi nào là nó maximize cái variance lớn nhất cái mình tìm được. Ha? Thì cái này là cái elimination cho cái BCA của mình. Ha? Đó. Thì khi mà tìm được cái này rồi, cái này vuông góc cái là cái mà lớn thứ nhì của nó. Ha? Cái eigen value với cái eigen vector theo thứ tự, ha? Nó vuông góc với nhau. Ha? Là cái elimination. Rồi, còn cái dạng interactive là cái dạng mà bữa trước tụi mình làm, đúng không? Có nghĩa là ở đây là mình thay đổi cái thông tin, đúng không? Mình thay đổi cái thông tin, mình có thể bỏ con số vào, mình có thể tick nó hay mình cứ làm gì đó để cái hình của mình ở đây mình thay đổi, nhớ không? Mình đã làm gì rồi, ha? Được không? Thì cái dạng này dưới đây là interactive, có nghĩa là mình thay đổi cái này thì cái hình này sẽ thay đổi, và mình chỉ con chỏ vô chỗ nào á, nó sẽ hiện lên cái con số ngay cái chỗ cái điểm của đó, nhớ không? À, mình sử dụng plotly đó để mình làm cái interactive này. À, thì đây là mình cũng có làm cái elimination cho cái tìm cái sử dụng cái gradient descent để tìm cái minimum á, nhớ không? À, nhưng mà tôi không có bỏ cái đó vào, tôi lấy một cái BCA tại vì cái này nó matching với cái này nè. À, đó. Rồi, như vậy mọi người được phân biệt được static, interactive với elimination chưa? Được không? Dạ được. Rồi, xong rồi bây giờ mình mới đi tới cái này là cái plot nó, đúng không? Mà bây giờ mình có rất nhiều kiểu plot, cái plot type nè, rất là nhiều. Mọi người nhìn đi, ha? Nhiều tới nỗi mà đếm không được nữa mọi người. Đó, đâu có, nó phân đủ thứ loại trên trời dưới đất, mọi người nhìn thấy đây nè. Ha? Cái này thì nó hỗn độn, đó, còn cái này thì người ta có phân nó ra. Ha? Nó phân nó ra theo cái kiểu là người ta muốn so sánh, đúng không? Đó. Theo thời gian, ví dụ vậy, đúng không? Thì người ta vẽ những cái plot này. Đó, mà nó giữa những cái item có nghĩa là nó có thể là qualitative, đúng không? Có nghĩa là nó là, không phải nó là một cái nominal hay là một cái ordinal, đúng không? Đó, thì mình dùng cái này, mà nếu mà theo thời gian thì có cái trục là thời gian, ví dụ vậy, đúng không? Đó, rồi, xong xuôi mình vẽ distribution. Đúng không? Mình có quá trời kiểu luôn, histogram, line hay là bar chart, đúng không? Hay là scatter plot, đúng không? Hay là area. Đó. Rồi mình có cái relationship, đúng không? Đó là mối quan hệ cũng dùng scatter plot, ví dụ vậy. Ha, đó. Rồi composition là nó kết hợp đủ mấy thứ này trong đây hết, ở trong đây. Ha. Nó có rất nhiều. Bây giờ câu hỏi đặt ra là làm sao chọn cái nào? Ha, làm sao chọn cái nào? Thì nãy Kim Cương cũng có nói cho mọi người nghe sơ rồi, đúng không? Ha. Thì tôi sẽ không đi vào để discussion để chọn cái nào ha, nhưng mà có một cái bảng tóm tắt ở đây đó. Người ta thí dụ như người ta nói nếu mà catalog, đúng không, thì mình dùng để làm cái gì, đúng không? Mình dùng comparison hay mình làm cái proportion, thí dụ vậy, đúng không? Cái mục đích của mình đó, thì đây có đầy đủ tất cả những cái ha. Đó thì mình sẽ chọn cho nó phù hợp, đúng không? Catalog thì mình sẽ nghĩ tới cái ba chart, đúng không? Hoặc là pie chart, ví dụ vậy, đúng không? Hay là stack chart, ví dụ vậy đó. Hoặc là area, hoặc là tree map, đó vậy đó ha. Thì đây rất nhiều luôn mọi người. Đó. Thì không thể nào mà nói hết tất tần tật được. Ha. Một lát mình sẽ làm cái bài tập để mà mình vận dụng. Ha. Đó. Chứ đây mà nói thì nó giống như là đánh đố vậy đó. Mình không có phụ, không có một cái ví dụ cụ thể, data cụ thể, đúng không? Đó thì mình đâu có biết là mình sử dụng cái nào đâu ha. Rồi ví dụ như bây giờ mình làm bài tập đi, mình sẽ thấy được. Giờ mình làm cái check một trước. Ví dụ như giờ tôi có cái iris data về cái lang của nó, ha, cái sibol lang của nó là nó có cái data dạng như vậy nè ha. Đó, nó có dạng, cái dạng này là dạng numeric hay là continuous, đúng không ha? Thì đầu tiên nếu mà nó numeric ở data ở đây thì tôi để bên đây là cho cái ví dụ này nè, thì tôi sẽ đánh vô đây nó sẽ là numeric, đúng không? Tôi sẽ đánh vào. Nha. Ở đây là continuous. Rồi. Còn đây cái plot, cái dimension của cái data này. Ha. Cái data này nó có mấy dimension vậy? Vậy Phú, cái data này có mấy dimension vậy?
Nếu mà mình chỉ xét cái lens thôi thì nó chỉ có một dimension thôi. Là cái data này nè em, cái chỗ này dạ, nè. Thì cái đó, cái dòng đó thì chỉ có một dimension. Ok, rồi một đi. Nhưng mà cái plot này thì có mấy đi em? Cái plot đó thì cũng một cái là lens, còn kia là cái frequency của cái lens. Ừ. Bởi vậy là chỗ này nó hơi khó đúng không? Nhưng mà nhìn vô trong đây thì người ta nói hai dimension đó, nhưng mà thật chất ra là cái data này nó một dimension đúng không? Nhưng mà cái plot thì mình phải là nói hai dimension, tại nhìn vô tiếp tục ra là hai dimension mà. Đúng không? À. Rồi. Như vậy thì đây mình nói tiếp, tôi biết được là có nhiều người người ta phân phân cái histogram thành one dimension đó mọi người. À. Nhưng mà rõ ràng mọi người thấy đây là nó hai dimension mà. Đúng không? Đó, bởi tôi mới phân ra cái plot với cái data. Ha. Đó, sorry, đây cái plot thì 2 dimension nhưng mà cái data của mình thì chỉ có 1 dimension thôi. À, như vậy thì nó mới chắc ăn. À. Rồi, tiếp tục. Nó là static hay interactive hay animation vậy Phú? Em lỡ em làm luôn đi. Dạ, cái này là static. Ừ, rồi. Rồi, cái plot time này nó là cái gì vậy em? Histogram. Rồi. Rồi, cái này thì làm giống trẻ con làm đúng không? Đó, mình tập làm cái dễ dễ trước ha. Rồi, xong rồi ha. À, bây giờ mình lại làm tiếp ha. Mấy cái phía sau thì mọi người phải tự điền ha. Tôi không tự điền, tôi sẽ kêu người làm ha. Để tôi dời cái này qua chứ nếu không tôi đâu có thấy được ai đi học bữa nay. Rồi cái bài tập thứ hai mời bạn Hoàng em giúp tôi được không, em điền cho tôi mấy thông tin 1, 2, 3, 4 đi. Cái data của tôi là hai cột pantle width với spacy, thì em điền vô cho tôi cái này đi em. Cái này nó là gì em? Cái này cái cột y là diện number, còn cái spacy là diện định lượng. Ồ, cái cột số 1 là number đó hả? Dạ, pantle width nó là cái diện pantle width là cái diện định lượng. Ồ, tôi đâu có thấy pantle width đâu, đây tôi pantle width mà. À width, em đọc lộn này. Em đọc lộn hay quá vậy. Yeah. Em trình độ kỹ thuật cao luôn á, chữ W mà em lộn thành đó hả, chữ Y kỹ gì. Rồi, vậy ở đây là data là cái gì em? Là cái gì? Là dạng gì? Dạ, hay là tại vì nó có hai loại mình gọi là data frame. Tại vì không, nó có... Nói, cái data thì đây cái dạng cột của em sẽ nói từng cột nó là cái gì chứ. Hả? Dạ, cái đầu tiên là định lượng. À, định lượng. Vậy nên... đó là continuous data. Rồi. Dạ. Yeah. Còn cái chỗ cái thứ hai là nominal data. Rồi. Dạ. Yeah. Mình sử dụng cái plot này thì sao? Cái plot với cái data dimension sao? Dạ. Yeah, cái plot là dạng post plot. Post plot. Còn cái data dimension là nó có 2D thì dạng 2D. Còn cái data, cái plot thì có 2D, còn cái data thì mấy D? Yeah. Data là data cũng 2D luôn thì. Ừ. Rồi. Nó là dạng gì, static, interactive hay là animation? Dạ, yeah, dạng static. Rồi. Yeah. Cảm ơn em. Ha, mình lần lượt mình làm cái gì nó dễ dễ trước ha, một lát câu hỏi nó sẽ khó hơn, phức tạp hơn ha. Tiếp tục check 3. Mời bạn Hiếu. Dạ, data là định lượng ạ. Rồi, tiếp tục đi em. Dạ, con
Bây giờ em trả lời câu hỏi này số 1 này xong rồi đúng không? Nó là định lượng nhưng mà định lượng gì em? Ông chọn định lượng nó có hai định lượng được. Định lượng rời rạc hay là định lượng liên tục em? Dạ, định lượng rời rạc ạ. 1.4 mà rời rạc, 0.2 mà rời rạc. Dạ, liên tục ạ. Rồi, nó là liên tục đúng không? Cả hai cái này đều là liên tục hết. Bây giờ có hai cái data liên tục thì em sẽ vẽ cái plot kiểu gì? Em nói tôi nghe đi. Em sẽ vẽ cái plot kiểu gì? Dạ, thế data liên tục em sẽ vẽ ba plot ạ. Vậy em thử vẽ ba plot cho tôi coi coi. Là cái này là iris data mình sử dụng hoài đó. Đúng không? Đây tôi lấy cái pencil length với pencil width đó, em thử vẽ ba plot cho tôi coi hai cột này coi. Nè, em vẽ cho tôi đi, em xem màn hình đi. Em vẽ cho tôi coi đi. Dạ. Tôi chưa thấy màn hình của em nè, em share đi. Đây ạ, để em sửa. Nó cái này cái iris em không cần làm cái library nữa em. Cái chữ iris là viết tắt là của chữ iris đọc ra là y ngắn r y ngắn s. Rồi. Em lấy tôi hai cột đầu cũng được, không cần phải giống như tôi, em lấy hai cột đầu rồi cũng được, hai cột đầu tiên. Rồi em có hai cột đầu tiên em vẽ, em có thể vẽ được cái hình gì đâu. Em nói là vẽ cái ba plot đúng không? Em thử vẽ tôi ba plot đi. Hai cột đầu tiên. Để tôi share lại cái câu câu lệnh để vẽ cái ba plot ra cho em xem luôn nè. Để tôi copy cho em chứ hả? Em sửa lại theo cái biến của em ha. Đó. Rồi, em vẽ ba plot cho tôi coi đi. Em đổi là cái biến á, mà hồi nãy tôi để trong của tôi á, hai cái biến đổi lại hai cái biến nào mà mình muốn làm á, chứ không phải cái biến spacey.
cái em copy ở dưới đi, em chữ L in hoa đi, em copy ở dưới em để lên đi chứ nếu không đánh cái sai tả. Em thấy làm sao? Nhìn nhìn lại thì ạ. Nhìn. Em nói gì tôi không nghe được, tôi cũng không hiểu em nói gì. Dạ dạ, em thấy hẳn ổn ạ. Rồi. Cái này á, là tôi vẽ cái box, tôi vẽ cái plot như vậy đúng không? Mà yeah. Em là em muốn nói là em vẽ cái box plot đúng không? Em có cái chữ box ở chỗ đó, cái dòng số 2 á. Em để chữ B O X đúng rồi. Thì em thấy sao? Thì em thấy sao? Dạ yeah. Ổn. Nhờ cái như là nên về scatter plot ạ. Cái nào ổn? Cái box plot ổn hay là cái scatter plot ổn? Dạ, scatter. Vậy em vẽ cái scatter plot thôi, em thử vẽ đi rồi em cắt cái hình này em để vô trong cái PowerPoint đi. Rồi em vẽ cái scatter plot em để vô trong PowerPoint để em so sánh thử cái nào ổn hơn, được không? Rồi em share cái PowerPoint đó đi em. Tôi không thấy cái PowerPoint đó em. Tôi thấy cái Error Studio của em. Không thấy cái PowerPoint. Dạ, em share. Rồi, vậy mọi người ở đây cho ý kiến đi, cái nào ổn hơn? Cái nào ổn hơn mọi người? Em thấy làm sao Kim Cương? Dạ, em thấy scatter plot. Tại sao? Dạ, tại vì giữa hai biến này mình có thể xem được cái trend của nó theo một cái đường thẳng. Tại vì cái biến này, cái biến Pantle Width nó không phải là một cái biến ordinal hay là cái biến nominal. Nó không phải là cái biến quality. Bởi vì người ta vẽ scatter plot khi mà hai cái biến đó là continuous hoặc là discrete gì đó. Đúng không? Thì người ta vẽ scatter plot chứ đâu có ai mà sử dụng cái này. Lỡ mà nó lẻ nhiều quá thì tại cái điểm đó mình đâu có, mình chỉ có một điểm mà sao vẽ cái box plot cho một điểm được em, đúng không? Nó thành một cái đường gạch đó, chẳng hạn như ở chỗ mà 0.5 với lại kia nó có một điểm mà nó thành một cái đường gạch đó. Box plot là khi nào mà cùng một cái điểm đó mình có nhiều điểm, tại một cái điểm giống như là chẳng hạn như là hồi nãy á, cái kia nó là
cái loại ABCD gì đó, đúng không? Nó có nhiều cái số đo của nó thì mình mới vẽ cái box plot, chứ ai mà đi vẽ cái box plot cho cái continuous value, được không Hiếu? Em hiểu không? Dạ. Dạ là em hiểu sao đâu, em diễn đạt lại tôi nghe đi. Dạ thầy là khi hai biến liên tục lên về scatter plot. Ừ. Rồi. Cảm ơn em. Dạ. Rồi tôi tiếp tục xem màn hình. Giang ơi, em giúp tôi cái check 4 này được không em? Dạ được thầy. Rồi, thì em cứ đọc lên thôi ha. À dạ, thì cái data số 4 này thì mình sẽ có 3 cột. Cột đầu tiên đó là cái biến liên tục, là cái pithu length. Cột thứ hai là pithu width, cũng là cái biến liên tục luôn. Và cột thứ ba species thì là cái biến phân loại. Cái phần thứ nhất là về data. Sau đó mình có phần thứ hai, cái plot mà để mình vẽ cái này thì em nghĩ là chắc là vẽ cái scatter plot nhưng mà có cái color nó theo màu á thầy. Theo species đó thì rồi. Em thử vẽ đi em thử vẽ luôn đi được không? Có khó quá cho em không? Để em nói hết thì thầy em coi thử em vẽ được không sao. Dạ. Rồi. Cái thứ ba thì cái dạng này thì vẽ theo static. Dạ. Rồi còn cái plot, cái type, em nói nhầm, cái chỗ số 2 dimension là 3 dimension, còn cái plot thì là cái scatter plot theo em nghĩ. Dạ. Nhưng mà cái data của mình thì mình có là 3 dimension đúng không? Nhưng mà còn cái plot của mình thì em plot mấy dimension? Hai chiều. Rồi, bởi vì tôi mới kêu em vẽ trước đi rồi em mới nói được hết mấy cái còn lại đúng không? Chứ còn mà giờ chưa có vẽ ra thì không có nói được. Rồi mọi người ai em ở đây cái nữa. Em nói cái thêm cái plot nha thầy. Tại cái plot này thì có thể vẽ theo cái cặp nữa. Tức là vẽ cái box plot đó, nhưng mà hay đi theo cặp đó thầy. Là pithu length với pithu width. Rồi mình sẽ có cái ba cái cặp box plot. Rồi. Thì bây giờ tùy theo trí tưởng tượng của mỗi người, đúng không? Ha? Ở đây tôi chưa có đặt câu hỏi gì hết, đúng không? Mình không có một câu hỏi để mình để vẽ. Bây giờ chỉ dựa trên data quen thuộc là mình hiểu đó. Thì ở đây mọi người tập vẽ đi. Ha? Vẽ theo trí tưởng tượng nào cũng được. Đó, ha? Tôi cho mọi người 10 phút đó, để vẽ. Ai cũng có cái data này mà, đúng không? Pencil length, pencil width với basic. Mọi người ở đây có vẽ, có thể vẽ bất kỳ cái gì mà mình muốn vẽ. Đó, ha? Cũng được hết. Dựa trên ba cột này, ok không? Ha, dĩ nhiên Giang là em làm câu hỏi này thì em vẽ trước đi em, ha. Rồi còn mấy người kia thì cũng vẽ đi, ha. Rồi. Mười phút bắt đầu.
Ủa đang cho nghỉ giấy lao mà Hạnh, sao em nghe được? Đang để mọi người làm mà em. Rồi, mọi người còn nghe tôi không vậy? Alo. Alo. Dạ con đây. Ờ, rồi. Rồi. Giang em được hai cái hình đó chưa em? Hay là em đang sửa? À, dạ em được một cái hình nè thầy, còn cái hình kia em thấy có anh kia, anh gì ta, à, anh Phú làm đó thầy, cho nên là em không có làm phần đó. Rồi vậy thì em copy em bỏ vô luôn đi em, cho nó trọn vẹn để mình so sánh chứ giờ chạy qua chạy lại bằng kiểu gì. À, dạ, em hay bỏ gì trần quá không hiểu, làm thì làm cho nó xong luôn, cho nó hết chứ giữa trần để làm gì. Dạ. Để mình dễ so sánh đó mà mình bỏ lên trên một cái. Rồi trong lúc chờ Giang thì tôi xem màn hình là cái bài số 5 ha. Để tôi xem màn hình. Mọi người vẫn còn thấy màn hình của tôi đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Rồi. Thì cái bài số 5 này tôi chỉ thêm một cái nữa là Pencil Width. Ha. Thì Hoàng em làm giúp cho tôi cái bài này được không? Em plot trước đi em. Ha, rồi em sẽ nói sao. Nhưng mà em hiểu cái data type của cái này là gì rồi đúng không? Dạ. Có cần phải. Dạ em hiểu rồi thầy. Rồi, vậy em plot đi em. Em plot bốn cột này ha. Là cái cột em sợ em không nhớ hết, em lấy ba cột đại nữa thầy. Đúng rồi em cứ lấy ba cột đại đi, giờ cái cột cuối cùng mà class là được. Yeah. Rồi lúc chờ đợi Giang với lại Minh á, thì Giang với Hoàng á, thì tiếp tục Phú em giúp cho tôi đặt câu hỏi cho cái data này. Nha, cái data biopsy hồi nãy Nhường á đã trình bày cho mình biết được rồi đó. Thì bây giờ em thử đặt câu hỏi ha. Em đặt bất kỳ câu hỏi nào về cái data này cũng được, đúng không? Em là bác sĩ thì em sẽ nhìn vô cái data về ung thư thì em sẽ biết đặt câu hỏi, đúng không? Em đặt câu hỏi xong rồi thì em tự plot cho câu hỏi của em ha. Còn một lát thì em trình bày câu hỏi trước thôi để cho mọi người ở đây thử để trả lời câu hỏi mà em đặt ra đó thì cần phải plot cái gì. Bản thân của em thì tự plot cái đó. Ok không? Nhưng mà đừng có show cái plot ra, chỉ show câu hỏi thôi ha, để cho mọi người plot. Ok không? Được không? Bây giờ mình làm thêm 5 phút nữa ha. Dạ dạ. Rồi.
Rồi, Giang em copy hai cái đó em bỏ vô trong cái slide được không em? Copy hai hình đó em bỏ vô trong cái slide rồi em share màn hình. Hả? Em share màn hình. Thầy nghe em rõ không thầy? Nghe rõ em. Dạ, rồi. Thả màn hình em chưa thầy? Chưa em. Rồi bắt đầu thấy đen đen rồi nè. Rồi thấy rồi em. Thì quay lại cái chỗ data thì đầu tiên là có cái iris rồi. Tuy nhiên thì em có làm hai cái. Thứ nhất là cái của làm theo cái box plot. Cái thứ hai là làm theo cái scatter giống mọi người. Thì em sẽ trình bày cái giống mọi người trước cho nó dễ hơn. Thì đầu tiên mình sẽ hết cái iris data. Thì nó sẽ là hai cái, ba cái cột cuối cùng. Thì giờ cái x với lại cái y thì em chỉ coi cái gc plot này là cái object đầu tiên để mình vẽ. Thì coi là cái trục x nó là cái gì, thì em gõ tên đúng như cho em vậy, trục y nó là cái gì. Sau đó rồi thay cái màu của nó, là ở đây là cái species giống như nãy mình nói. Và ở đây thì em sử dụng cái geomorph. Rồi để vô thì nó vẽ thôi. Rồi cái tiếp theo thì em có vẽ cái gg plot cho cái box plot. Đối với cái box plot thì nó sẽ khác chút xíu, mình phải biến đổi nó chứ không có để nó kiểu giống như bình thường để mình vẽ được. Mình phải có trục x, trục y với lại cái giá trị field. Đây thì để em chạy cái hình trước đây. Đó, thì sẽ ra như thế này. Thì giờ mình sẽ hát coi cái df nó là như thế nào. Đó. Thì cái df này tức là bây giờ mình phải transform thành một cái cột gọi là cột species, là cột gốc của mình nè. Xong cái cột variable nó chính là cái cột mà từ mấy cái biến thường lệ nè trong này. Nhưng mà trong này mình chỉ chọn hai cột thôi, cho nên đây mình sẽ thấy được là cái feature length với feature width thôi, đã nằm ngay chỗ này. Và sau đó mình sẽ nhìn qua cái cột value. Thì thực chất là ví dụ như đây mình sẽ có bao nhiêu giá trị á, thì mình sẽ từ cái ba cột này mình có thể transform lại thành ba cái cột cuối dưới đây. Nó không có khác gì, nó không có bị mất thông tin, chỉ có vấn đề là mình transform, mình chuyển đổi để cái packet nó vẽ được. Dạ. Thì đầu tiên là em cắt cái iris ra là có ba cột. Sau đó rồi em sử dụng cái lệnh là mail trong cái reset to. Hay cái này cần kêu gọi là cái mã COO ở trong cái biến đổi data. Thì giờ HDF lại. Dạ, thì ra kết quả như thế này, bắt đầu mình vẽ thôi. Thì ở đây mình sẽ có hai cái plot, thì để em lưu và em gửi lại cho mọi người. Không, em mở trực tiếp lên trên cái PowerPoint luôn em. Cái PowerPoint có hai cái hình đó, một cái bên trái, một cái bên phải. À, dạ. Phân tích tiếp nữa. Ừ. Rồi em mở zoom bự ra màn hình. Dạ. Rồi mọi người thấy như sao? Bây giờ mình phân tích cái hình phía bên tay trái trước mà. Tại vì đây là hai continuous đúng không? Hai continuous thì mình phải vẽ custom plot rồi, có hai continuous đúng không? Mà ở đây mình không có vẽ 3D, mình vẽ 2D thôi, thì mình vẽ cái hình hai continuous thì phải custom plot thôi. Đúng không? Và sau đó thì mình tô màu những cái điểm đó bằng cái bằng một cái nominal. Đúng không? Đó là cái cách thứ nhất là mình làm vậy. Mọi người ở đây mình có hiểu được không? Có ok cái hình bên tay trái chưa?
Được không Hiếu? Được em rồi ạ. Rồi. Như vậy thì mọi người hiểu là cái đó là cái mà ai cũng sẽ dễ thấy nhất đúng không? Có nghĩa là vẽ có hai cái biến continuous thì mình vẽ scatter plot xong xuôi, mình có một cái biến là một cái biến nominal hay là một cái biến gì đó nó ordinal, ví dụ vậy đó, thì mình vẽ trên cái tô màu cho nó ha. Đó. Thì mọi người thấy rõ ràng là ở đây là mình có màu giống như vậy rồi đúng không? Đó, nó cũng chia làm ba cái và mình thấy là có cái sự correlation giữa chiều dài ha, với lại chiều rộng ha. Đó. Và cái loài mà cái bông của những cái bông này á, thì nó chia làm ba nhóm nó rõ đúng không? Màu đỏ, màu xanh lá cây và màu xanh da trời. Rồi. Ngoài cái cách khác ra thì mình biết được là ở trong cái spacey này á, thì mình nói là một cái catalog đúng không? Mà mình muốn vẽ 2D luôn. Đúng không? Thì mình tách từng cái biến đó, cái biến continuous mình sẽ đi với lại cái biến nominal này. Ha? Đó. Thì mình có spacey mình vẽ theo cái chiều dài và cái spacey mình vẽ theo cái chiều rộng. Đúng không? Của cái pencil. Thì mình cũng được cái box plot này. Và kết quả mà người thấy được là nó cũng có nghĩa là ba loại này nó sẽ tăng, đúng không? Chiều dài nó cũng tăng theo ba loại và chiều rộng nó cũng tăng theo ba loại. Có nghĩa là cái loại thứ nhất thì có cái chiều rộng thấp hoặc chiều dài thấp, và loại thứ hai có chiều rộng cao hơn loại thứ nhất, và loại thứ ba thì cao hơn loại thứ hai. Mọi người thấy không? Đó. Thì cái trendy này nó y hệt như bên kia thôi, nó correlation với nhau. Đúng không? Dĩ nhiên là mình phải làm cái test thì mình mới thấy được đúng không? Nhưng mà ở đây là mình, nếu mình chỉ nhìn cái hình thôi mình cũng thấy, nhưng mà mình không có chứng minh được đúng không? Có nghĩa là mình không có cái data, có không có cái số mình chứng minh chuyện đó. Đó. Được không? Thì mọi người thấy là cái cách nào thì mình cũng đi về La Mã hết. Ok không? Tới đây thì ổn không mọi người? Giang em thử vẽ cái đường thẳng mà nói ba cái box plot màu đỏ và một cái đường thẳng nói ba cái box plot màu xanh, để cho mình thấy là nó correlation y như cái hình ở bên kia thôi. À, là vẽ bằng cái này hay là vẽ bằng R đó thầy? Vẽ bằng cái này được rồi em. Rồi, mọi người thấy đó ha. Đó. Thì khi mà mình hợp lại những cái data này thì nó sẽ tạo thành cái correlation ở bên cái hình bên phía tay trái đó mọi người. Ha. Nó một cái đường thẳng correlation với bên tay trái. Em vẽ một cái đường correlation ở phía bên tay trái luôn đi em. Rồi. Như vậy thì mọi người đã thấy rồi đúng không? Đó. Mình làm kiểu nào đi nữa thì cái data nó cũng cho mình cái thông tin nhất định nào đó. Đúng không? Ha? Được không? Thấy không? Thấy cái sự hay của cái vẽ ra thì mình thấy được từng cái yếu tố nó ảnh hưởng như thế nào. Ha? Và cái hai cái yếu tố nó sẽ ảnh hưởng yếu tố thứ ba. Ha? Rồi, cảm ơn Giang. Em gỡ cái slide này lên trên cho mọi người giúp tôi đi em. Cảm ơn em. À. Rồi bây giờ tiếp đó thì bắt đầu tới Hoàng em ha. Ừ, em tắt xe nha thầy. Ừ, em tắt xe đi em. Cảm ơn em. Tới Hoàng xe. Em làm được không Hoàng hay là em làm không được? Dạ được thầy, em cũng dễ lắm. Bạn gì nhưng mà có postlot em chuyển qua chuyển lại coi đó thầy. Để em chia sẻ thử. Dạ. Thấy màn hình của em chưa? Rồi, dạ. Dạ, cái data của em là nó có 3 cột, 1, 2, 3, chứ 1. 3 cột này đó chính là cái continuous data 1, 2, 3. Còn cái cột spacey là cái cột nominal data. Thì em cũng mail lại giống như bạn Giang hồi nãy. Dạ, thì nó như dạng gì? Thì em có vẽ, đầu tiên là em vẽ cái post plot, em coi là từng cái nó như thế nào á, để là xem coi là cái width, space width between length, chứ là và em tô màu theo cái biến luôn. Dạ. Cái code nó là như vậy. Tiếp theo là em sẽ tô màu theo cái spacey, thì nó sẽ tại vì một cái
variable nó sẽ có, nó sẽ có ba cái spacey, thì em vẽ ra thì mỗi một cái nó sẽ có ba cái như vậy. Tiếp theo thì em khoan em. Em color cell spacey, em làm vừa cut trơn rồi. Dạ không, em có làm ngược cái lại. Em coi thử cái này. À, em có làm ngược lại là em color theo cái variable và cái trục x là spacey. Thì nó như vậy. À, với lại em có vẽ cái này thử để em coi coi là cái nó tập trung nhiều nhất ở đâu. À, đây là cái giá trị ấy, nó nhiều nhất ở đâu và thuộc cái loại nào, số lượng nhiều nhất ở đâu ấy. Dạ hết rồi, em vẽ được 4 cái. Bây giờ em vẽ scatter plot cho tôi đi. Ba cái đi được scatter plot không? Được, sao không được, em vẽ hai cái rồi em cho cái size của nó, cái size của cái point đó bằng cái thứ ba, còn cái màu của nó là spacey, sống được. Cái này tôi dạy em rồi mà, sao bây giờ em hỏi tôi lại câu này vậy? Dạ, tại vì scatter plot là em nghĩ là nó chỉ có chục x chục y. Không, bữa trước em làm cái bài đó, bởi tôi kêu là tôi, tại tôi tưởng em làm cái bài đó em hiểu rồi, chứ ai ngờ đâu mà em không có hiểu. Em vẽ trục x trục y là một cái width, một cái length, rồi xong xuôi rồi em tô màu của nó. Có color thì em sử dụng spacey, nhưng mà cái size á, cái size của cái dòng của cái pole đó thì em sử dụng một cái còn lại, cái biến continuous còn lại. Để em vẽ thử. À, là cái x và y là sẽ là hai cái đầu đúng không thầy, và cái size sẽ là cái thứ ba. Đúng rồi. Và còn cái spacey là cái color. Dạ rồi, để em thử. Cái size mình đặt scatter plot là, để em coi cái tên nó là gì, em quên mất tiêu rồi. Scatter plot cinnamon. Size mình đặt đây đúng không thầy? Sai đặt ở đâu mọi người? Chỉ Hoàng giúp đồng đội đi mọi người. Vậy mà biết bữa trước có lại vẽ được mọi người. Lạ dễ sợ luôn. Biết copy ở đâu không hiểu gì hết cũng làm được. Bái phục. Quá trời quá đất. Bởi vậy là mình kiểm tra ra mình mới thấy được. Mọi người thấy không? Đó. Thấy bữa trước nó vẽ được. Mình cứ tưởng là nó hiểu. Ai ngờ đâu là copy ở đâu. Cái chữ spacey đó khoảng phẩy một cái, size bằng ở đây bạn mọi người cũng thấy cái size của nó thì rõ ràng là cái màu đỏ size của nó nhỏ hơn, đúng không? Cái màu xanh lá cây thì lớn hơn cái màu đỏ,
và mà cái màu xanh blue thì nó bự hơn, thấy không? Nó cũng có sự correlation chậm chậm. Dĩ nhiên là cái này nhìn bằng mắt thì mình đâu có biết được, đúng không? Mình ước lượng thôi. Nhưng mà mọi người có thấy như vậy không? Có thấy là phải là màu đỏ nó nhỏ hơn cái màu xanh lá cây và cái màu xanh lá cây nó nhỏ hơn cái màu xanh blue không? Đúng rồi, nhỏ hơn. Vậy được không? Vậy một cái hình nó chứa hết đầy đủ ba cái thông tin được chưa? Ok không? Ví dụ giờ tôi cho thêm một cột nữa thì em làm sao? Thêm một cột nữa là cũng dạng continent data đúng không thầy? Ừ, em làm sao? À, cái chỗ sai á, em xê xong rồi em phẩy một cái nữa. Em phẩy cái, em cho chữ gì vô? À, như là hồi nãy em thêm một cái tên cột nữa đó thầy, tên cột của nó nữa. Em phẩy vô. Dạ, kiểu như là em xê nó mà không có không được. Nếu mà vậy là em sẽ xê nó vậy, xong rồi em... Nhưng mà xê nó vậy thì nó cũng là một cái kích thước thôi à. Kích thước thì giờ em muốn biểu diễn hai biến có cùng một cái giá trị thì sao, ý nghĩa gì đâu. Dạ. Thì chắc có cách khác. Có ai có biết gì không? Có ai có... Có ai giúp đỡ Hoàng không? Rồi, không ai giúp đỡ thì thôi. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Bây giờ tới Phú. Alo. Alo, rồi. Dạ, cái câu hỏi em cho cái data biopsy là có sự khác biệt về đặc điểm V8 và V9 giữa hai class trong cái data đó hay không? Em nhắc lại câu hỏi nha. Tức là câu hỏi của em là mình có hai cái class là benign với malignant á. Thì có sự khác biệt về đặc điểm V8 và V9 giữa hai cái class đó hay không? Có nghĩa là bây giờ mình sử dụng hai cái biến, là cái biến là cái normal nuclei á, là V8, với là cái biến thứ hai là V9 á, mitosis á, thì sử dụng hai cái biến đó có thể giúp cho mình phân biệt được giữa benign với malignant hay không? Dạ. Rồi. Như vậy thì mời nhường. Em trả lời được câu hỏi đó không? Để trả lời câu hỏi đó dĩ nhiên không phải là nói bằng miệng đúng không? Phải vẽ cái hình ra. Thì em vẽ được cái hình để trả lời câu hỏi đó không em? Nhường ơi. Dạ, có nghĩa là bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi là làm thế nào mình có phân biệt được cái class là benign hay là malignant dựa vào hai cái cột V8 và V9 đúng không nè? Đúng rồi. Không phải tôi hỏi đâu mà là Phú hỏi á, phải tôi. Vậy đó, em làm được không? Rồi, em không làm được thì không sao hết á. Xuân, em làm được không em? Giờ để em thử. Rồi. Giống như là mình chỉ nói mình thử thôi, còn được hay không thì từ từ đúng không? Để cho người ta lẹ lẹ lên cái bài, tại vì mình học ở đây mình học có 2 tiếng 2 tiếng rưỡi thôi, bởi vậy là cứ trả lời trước đi đúng không? Làm em thử đó, được hay không được 10 phút sau thì có Phú trả lời, mà tại Phú biết cách làm rồi Phú mới đặt câu hỏi cho mọi người ở đây đúng không? Đó. Rồi. Như vậy thì Xuân em thử cái đó đi ha. Rồi ở đây thì có ai đặt câu hỏi khác nữa không? Có ai đặt câu hỏi khác nữa không? Có ai đặt câu hỏi khác nào nữa không? Xuân em cứ làm đi ha, Xuân. Rồi, chờ một người đặt câu hỏi khác. Có ai nhìn vô data này muốn đặt câu hỏi khác nữa không? Minh, em muốn đặt câu hỏi không em? Hay là em muốn làm? Dạ, hiện tại thì em chưa có câu hỏi rồi. Rồi. Nếu mà em chưa có câu hỏi thì tôi có câu hỏi cho em.
Bây giờ tôi muốn biết được là trong những cái đặc tính từ V1 cho tới V9 nè, thì cái đặc tính nào nó correlation với lại cái class của nó nhất? Tôi nói lại ha, trong tất cả các đặc tính từ V1 đến V9 nè, thì cái đặc tính nào nó correlation với lại cái class lớn nhất ha? Cái này đã làm rồi, đã học rồi luôn ha. Là không được là tôi nhảy đặt lên liền đó. 10 phút nữa nha Minh ha. Dạ dạ. Ừ. Rồi, kêu đặt câu hỏi á, thì mình sẽ đỡ phải làm, đúng không? Đó. Còn bây giờ mà không đặt câu hỏi thì người ta đặt câu hỏi thì mình phải làm. Được không? Nguyên tắc nó như vậy. Ha, Minh sẽ làm câu hỏi đó. Rồi, bây giờ có ai đặt câu hỏi không? Không đặt câu hỏi thì tôi sẽ đặt câu hỏi để cho làm đó. Tôi hỏi lại một lần nữa, có ai đặt câu hỏi không? Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Rồi. Kim Cương, em giúp cho tôi tìm ra trong tất cả những cặp này nè, những cặp từ 1 đến 9 nè, à, thì những cái đặc tính nào mà nó cứ correlation với nhau cao nhất? Ví dụ như là V1 với V2 là có correlation cao nhất đó, so với lại là V1 với V3, V1 với V4 và V4 với V5 và V5 với V8, ví dụ như vậy đó. Tất cả những cặp thì cái cặp nào có correlation là cao nhất ở trong những cái đặc tính này? Em hiểu không Kim Cương? Em hiểu không? Em nói gì tôi không nghe gì hết em, tôi chỉ nghe cái tiếng gió mà tôi không nghe gì hết đó. Dạ. Rồi, dĩ nhiên là bây giờ nếu mà em chạy không kịp á, thì em cũng phải làm cho tôi ít nhất là cái cách làm, đúng không? Và em làm một cái cho tôi hoặc là hai cái cho tôi thôi, hoặc là em làm ba cái để em nói cái đó là nhất, được không? Đó. Ok không? Ha. Rồi, 10 phút nữa nha em. Rồi, có ai hỏi nữa không? Dạ alo. Rồi. Dạ em trả lời cái câu hỏi hồi nãy thầy giao em của anh Phú ạ. Ừ, rồi. Em làm xong đi ha, rồi xong xuôi nếu mà em cần hỗ trợ thì Giang cũng làm xong rồi, lát Giang cũng nói phần của Giang ha. Rồi, bắt đầu đi em. Dạ. Thì câu hỏi của anh Phú là có thể để em hết lại. Dạ, câu hỏi anh Phú là có thể dùng cái V8 và V9 này để phân biệt cái class là benign với malignant hay không, nghĩa là có sự khác biệt nào giữa cái phân loại benign với malignant ở hai cái cột là V8 V9 hay không. Dạ. Thì đây là kết quả sau em vẽ. Em cái ý tưởng của em là em sẽ dùng cái box plot cho hai cái cột là cột V8 và cột V9 để so giữa hai cái class là benign với malignant. Dạ.
thì ở cái data, cái dữ liệu của cái V8 là về cái cell, cái nuclei thì em thấy có sự khác biệt giữa cái mặt lignin, nghĩa là nó phân bố ở cái khúc mà khoảng từ 2.6 cho đến 10 là, và cái khoảng trung bình của nó là ở khoảng gần 6. Yeah. Còn đối với cái benign class á, thì nó nằm ở cái khúc ở dưới đây, chắc khoảng tầm 1 thôi. Thì nó phân bổ chủ yếu là dưới đây và có một số cái outlier trên đây, nhưng mà nó dưới đây nên là em nghĩ là có thể phân biệt được. Còn đối với lại cái data V9 á, cái dữ liệu V9 á, thì benign với mặt lignin nó bị overlap với nhau nên là sẽ không phân biệt được. Yeah. Còn code thì dạ thì giống như là nãy Giang có làm thôi. Dạ. Cái code nó sẽ nằm đây. Dạ. Em sẽ dùng cái package này. Calibrate. Dạ. Đúng rồi. Để em gather cái data của mình chỉ có 3 cột thôi, là V8, V9 với class. Rồi em lấy cột V8, V9 làm cái category và dùng nó làm cái giá trị thôi. Thì cái data của em nó sẽ có dạng là yeah, yeah. Là một cột là class, một cột là category là V8 hoặc V9, một cột thứ ba là value. Rồi em dùng ggplot để em vẽ. Dạ, yeah, em xin hết. Rồi. Cảm ơn Xuân. Em thấy như sao Phú? Em thấy happy không? Dạ, em có coi cái kết quả của Giang với kết quả của Xuân mới trình bày, thì mấy bạn nói chung là làm rất là tốt, nhưng mà tại vì sau khi em so sánh thì em thấy là mấy bạn giải thích giống như là đơn biến, đúng không thầy? Cái này tức là mấy bạn dùng một biến V8 để giải thích, xong rồi dùng một biến V9 để giải thích. Của Giang cũng vậy. Thì nếu mà mình combine hai cái thì em thử bằng cái scatter plot đó thì nó cũng có cái phân bố khác nhau. Ừ, để em thử show quả của em đi, được không? Em dạ. Có kết quả em không? Để em show cái scatter plot để mọi người dễ hình dung hơn. Mọi người thấy chưa ạ? Rồi, thấy rồi. Dạ, thì tức là mình vẽ scatter plot thì mình thấy là cái class benign á, thì cái V8 và V9 của nó đều rất là thấp. Nó gom cái màu đỏ về xuống cái góc bên dưới bên tay trái. Còn cái thằng malignant á, thì nó sẽ phân bố nó rải rác hơn. Vậy em vẽ cho tôi một cái đường thẳng hay là cái mặt phẳng gì đó nó tách ra giữa hai cái nhóm đi em. Cái này người ta gọi là feature đó, mọi người thấy không? Cái này feature space đó. Mình nghĩ là nó có thể như thế này. Ừ, đúng rồi đó. Ừ. Mọi người thấy là tùy theo cách suy nghĩ của mình, đúng không? Cách diễn giải data của mình sẽ có cái cách để giúp cho mình. Ví dụ như tôi làm cái machine learning, tôi lấy cái classifier, đúng không? Là classifier nó sẽ là một cái đường thẳng mà Phú mới vừa vẽ đó, đúng không? Nó sẽ tách ra hai cái nhóm ha? Một cái nhóm là benign và một cái nhóm là malignant, đúng không? Dĩ nhiên là cái accuracy của nó không phải 100%, tại vì ở phía bên cái màu đỏ thì nó vẫn nhiễm mấy cái màu xanh, đúng không? Nhưng mà nó tương đối là tốt, đúng không? Đó, tỷ lệ của nó tôi nghĩ là tốt hơn. Accuracy cỡ 75-80%. À, ok không? Được không mọi người? Cảm ơn Phú. Mọi người thấy là khi mà mình mỗi người nhìn ở một cái góc độ khác nhau, đúng không? Cái data mình sẽ plot khác nhau, đúng không? Đó, và mình cái kết quả cuối cùng thì nó cũng giống nhau. Ha? Nhưng mà mình phải tập cho nó quen, đúng không? Tập cho nó quen mình nhìn data làm sao. Ok không? Ha? Rồi. Cảm ơn Phú, cảm ơn Xuân, cảm ơn Giang. Ha? Rồi. Minh, em ok không Minh? Thì em đang tính cái correlation cho từ V1 tới V từ V1 tới V9 so với cái nhóm class. Nhưng mà em mới làm với cái V1 thôi thầy, mà cái correlation này
là cũng cái được cái đó. Em với mấy công đoạn em show đi thì đây mọi người mới hiểu em làm cái gì đúng không? Chứ em nói vậy thì tôi thì hiểu nhưng mà ở đây tôi đâu có học đâu, mọi người đi học mà. Em show đi cho mọi người thấy đi. Ừ. Em làm một cặp cũng được, em làm hai cặp cũng được. Chứ mà tôi nói với Kim Cương gì đó, em chỉ cần làm hai cặp thôi để em nói cái đó lớn nhất tôi cũng chịu nữa. À. Ví dụ như em làm V1 với cái class em ra được là không tám, em làm cái V1 thì thì cái đó nói lớn nhất tôi cũng chịu nữa. Ừ. Em tính cái lim của cái V1 với cái class trước thì ở đây sau đó tính cái số core số error đó thì là 0.51, thì cái này nếu mà có correlation hay không thì nó tùy thuộc vào lúc đầu mình cho. Ví dụ như nếu mà mình cho là nếu như mà nó lớn 0.5 là có correlation rồi, thì trong trường hợp này thì là không, tôi đâu có nói là nó có correlation hay không, tôi nói là cái nào lớn nhất trong những cặp đó mà. Tôi đâu có nói là, tôi nói là từ những cái biến từ 1 đến 9 á, cái nào có correlation lớn nhất với cái class. Chứ tôi đâu có nói là tôi định nghĩa là 0.5 là cái ngưỡng ở đâu, tôi đâu có nói là 0 với 1 đâu. Tôi chọn là lớn nhất trong tất cả 9 cặp đó. À, dạ vậy hồi nãy em nghe thiếu á thầy, hồi nãy em tưởng là thầy đang hỏi là từ 1 đến 9 có cái nào correlation với cái last hay không á. Dạ, em nghe. Thì bây giờ bị sai đúng không? Em nghe sai dạ. Đúng thì không quan trọng, thì em tính đi. Ừ, em tính đi. Thì em thử tính thêm so với cái V2 giữa hai cái này với nhau. Ừ. Em chưa show màn hình đâu, em xem màn hình đi. Ở đây tôi chưa thấy gì hết. Ủa, không quên. Thì nếu mà so sánh giữa cái V1 với cái V2 thì cái correlation giữa cái V2 là 0.6 với cái last, còn cái V1 là 0.5 thì cái V2 nó sẽ correlation lớn hơn đó. Ôi nhưng mà cái này chưa có lấy căn ra mẹ. Cái này là R square mà. Tôi muốn là correlation thì phải lấy căn nó xuống chứ em chưa có lấy căn nó xuống rồi. Dạ tại cái số căn thì nó cũng theo cái này luôn vậy dạ, tại em chưa thì em làm đi, em chưa thì em làm đi em. Thì giúp của cái nào lớn hơn vậy? Dạ, thì cái mối tương quan giữa cái V2 với cái class thì nó lớn hơn với cái V1 với cái class thầy. Ừ, rồi. Rồi, cảm ơn em. Vậy mọi người thấy được đúng không? Có nghĩa là bây giờ mình thử tìm coi là cái biến nào, thực chất là câu hỏi đặt ra là cái biến nào nó giúp cho mình predict tốt nhất. Đúng không? Đó, trong chính cái biến đó, biến nào giúp cho mình predict tốt nhất cái malignant với benign đó. Thì thật chất ra là làm for loop có mấy dòng lệnh tôi không biết mọi người lay hoay kiểu gì, cái đó tôi không biết đó. Cái này học rồi có script sẵn của người ta luôn rồi, chỉ sử dụng cái for loop đó loop qua cái tính ra được hết, để có bỏ cái hàm max vô thì mình biết được là cái v mấy thôi, chứ cái gì đâu mà dữ dội quá vậy, tôi không hiểu. Rồi, cảm ơn Minh. Giờ tới Kim Cương đi em. Cái câu hỏi của Kim Cương đó là trong tất cả những cái biến như vậy á, thì có nào có cái collinearity
Đó có nghĩa là tụi nó correlation nhau tốt quá thì mình phải loại nó đi, chứ nếu không cái model của mình đó, nó bị yếu đi. Đó. Thí dụ như giờ chẳng hạn như mình nói một cái ví dụ để mình dễ hình dung ra đúng không? Là chiều cao với cân nặng là hai cái biến nó tương đối là correlation với nhau, đúng không? Ví dụ sử dụng chiều cao với cân nặng để predict cái tuổi của học sinh cấp 2, ví dụ vậy đó, của lớp lớp 8, ví dụ vậy đó, dùng cân nặng với tuổi để predict thì hai tụi nó correlation với nhau tốt quá trời quá đất à. Đó, bởi vì mình chỉ cần sử dụng một biến thôi là được, chứ nó bỏ hai biến vô thì nó làm cho cái model của mình nó giảm đi á mọi người. Đó, bởi câu hỏi Kim Cương là tôi muốn hỏi là trong một đống cái đó đó thì cái nào nó correlation với nhau tốt. Nếu mà mai mốt mình làm á, mình sẽ biết được là nếu mà nó tốt quá, lớn hơn 0.75 thí dụ như thì bỏ nó đi, chỉ giữ lại một trong hai biến thôi. Đúng không? Đó, vậy mời Kim Cương. Em làm được mấy biến này, mấy cặp vậy? Em làm hai cặp cũng được. Ha. Dạ, hình như em làm lộn, em tính correlation giữa bốn cái V đó chứ không phải là tính cái V1 với class này, mình lộn. Ồ, đâu có cần đâu, tôi đâu có hỏi cái class trong đây đâu. Trời đất quỷ thần ơi. Em xem màn hình đi em. Em đánh đi C O R mở ngoặc ra. Em bỏ đi cái class cho tôi. Phải trừ cột cuối cùng á là nó thứ 10 hay thứ 11? 11 đúng không? Đúng rồi. Ồ, cái cột cái 11 là x là... Em thử hết cái đó thử coi. Bỏ cột đầu tiên nữa thầy. À đúng rồi. C trừ C mở ngoặc ra 1.11. Rồi vậy em có hết rồi đúng không? Bây giờ nghĩ ra đi, remove NA bằng true. Không phải. Cái câu lệnh phía trên á, phải, tại vì ở đây mình có cái V6 nó có cái NA RM.NA bằng true. Enter. Em chấm hỏi cái chữ core đi em chấm hỏi chữ core đi. Vậy đúng rồi mà ta. Remove NA, sorry, NA chấm remove bằng true chứ. Chứ không phải là remove NA. NA chấm remove bằng true. Enter đi em. Kỳ gì ta. Call. Chữ chu chu em có đánh dấu hay là em làm cái gì nó không em? Em quyết. À, ghi thử cho đủ chữ xem sao thầy. Chữ T R U E luôn. Sao nó nói không có cái argument đó ta? Lạ lùng. Thôi kệ đi. Em xóa cái đó đi. Bây giờ mình quay lại cái matrix của mình. Bỏ cái option đi. Em đóng ngoặc là enter. Rồi. Thì đây là mình có tất cả rồi. Thì em đây em nhìn vô cái nào thì em thấy được là thí dụ như V2 với V3 nè. Nó correlation với nhau tới 0.9 được mọi người thấy không? V3 với lại V2 đó. Hàng
hàng 3 với cột 2 đó, nó correlation nhau 0.9 lần, đúng không? Bởi vậy là mình không cần phải sử dụng cái cột đó, hoặc là mình sử dụng V3 thôi, mình không cần phải sử dụng V2, đúng không? Đó, tại nó có nhiều correlation quá, mình chỉ giữ lại những cái tổ hợp nào mà nó ít correlation thôi. Cái này là một trong những phương pháp mà mình giảm cái số biến xuống. À, rồi, vậy là xong. Cảm ơn em. Dạ, thầy ơi, cho em hỏi một tí là tại sao cái V6 thầy nó lại là NA thầy? Tại em... Tại cái data trong chổng nó có NA. Nó có NA là nó không tính được đúng không? Chứ nó tính bằng cách kiểu gì? Trời đất, đúng không? Ở trong đây người ta nói là V6 nè, có 16 value missing nè. Dạ. Cũng đọc đi chờ. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, như vậy là mọi người thấy được là cái việc mình vẽ hình đúng không? Mình phải phụ thuộc vô cái biến là kiểu gì. Đó, cái câu hỏi đặt ra lúc nào ở đây, thí dụ như là data mình có dạng gì để mình vẽ cái hình nó cho phù hợp, đúng không? Rồi mình muốn vẽ nó 2D hay 3D hay là 1D gì đó, nó cũng phải phù hợp với cái data của mình, đúng không? Nó là static, interactive hay là cái gì á, thì tùy thuộc cái câu hỏi mình trả lời, cái nào mình cần thì mình làm, đúng không? Bữa trước mình làm interactive tại vì mình muốn coi thử coi là sự thay đổi của cái mean hay là mình sự thay đổi của cái ryo, đúng không? Của cái ryo của cái nam hay nữ đó đó, thì mình làm cái interactive. Còn này mình đâu có thay đổi gì đâu, thì mình làm static là được, đúng không? Cái plot thì tùy theo mình muốn plot cái gì, thì cái data mình nó phải phù hợp mình plot được, đúng không? Thí dụ như giờ tôi plot muốn plot histogram cho cái kia thì cũng đâu có được, đúng không? Cho cái mà spacey thì đâu có được. Mình phải plot cái bar plot, đúng không? Hoặc là cái pie chart đó. Chứ đâu phải muốn sử dụng cái nào là sử dụng được đâu, nó phụ thuộc vào cái data, đúng không? Phụ thuộc vào câu hỏi đó, phụ thuộc vào cái plot dimension của nó. Ha? Thì đây làm check trước, mọi người thấy là cái quá trình mà mình hiểu từ từ đó mới xây dựng nên cái cách để mình chọn cái biểu đồ mình vẽ cho nó phù hợp. Được không? Tới đây là có nắm được chưa? Tới đây được không? Dạ được. Rồi. Rồi, ai rảnh thì về nhà làm thêm cái housing này ha. Chứ nếu không mình mất thời nhiều thời gian quá. Được không? Về nhà làm cái housing, tôi nghĩ là tự ngồi đọc biết cách hết trơn rồi, đúng không? Thì sẽ làm được thôi. Rồi. Thì hồi nãy là mình làm sao để mình chọn cái plot, đúng không? Mình dựa trên những cái điều kiện, đúng không? Đó, cái dữ kiện của data, dữ kiện của câu hỏi để mình chọn cái plot. Khi mà mình plot rồi đó, thì bắt đầu mình phải nghĩ tới cái việc là thiết kế cái plot. Cái hồi nãy cái plot kia á, nó chỉ là một cái sketch thôi, đúng không? Một cái mà nháp, làm nháp để mình xuất hiện ra đó cái plot của mình. Xong sau đó là mình mới nhìn vô trong cái plot đó, đúng không? Mình sẽ nhìn vô 14 cái vấn đề này, đúng không? Để mình thêm thắt cho cái plot của mình nó đẹp hơn, đúng không? Nó chứa nhiều thông tin hơn, nó giúp cho cái người đọc cái hình của mình á dễ hiểu hơn, đúng không? Có nghĩa là những cái annotation cho cái axis của mình, đúng không? Có nghĩa là trục x, trục y của mình hoặc là trục z của mình đó, mình phải đặt tên rồi những cái con số ở trên đó mình sẽ chỉnh sửa cái số cho nó bự làm sao đó, đúng không? Xong sau đó mình phải cho cái tựa đề cho cái hình của mình nữa, đúng không? Rồi ở trong những cái màu sắc hồi nãy mọi người cũng thấy gì đó ha, mình sẽ làm những cái màu sắc cho cái legend của mình, đúng không? Ví dụ như là cái spacey đó, nó có ba cái spacey đó, mình color nó làm sao, đúng không? Là cái legend của nó. Đôi khi thì mình muốn cái chữ của legend, cái size, cái font size nó bự lên thì sao đó ha. Rồi mình cũng làm cái background với lại những cái đường vẽ trong chổng nữa, mọi người sẽ thấy được là đôi khi những cái này nó cũng giúp cho mình cái hình mình đẹp hơn. Rồi cái hình mình cũng có cái mặt chi nữa. Ha? Và đôi khi mình muốn là bỏ nhiều cái plot vô trong, mỗi cái plot nó sẽ nằm ở trong cái panel. Ha? Chứ không phải là mọi người cũng biết là đọc một cái bài một cái bài khoa học á, thì nó sẽ có nhiều hình ở trong một cái figure.
đó. Rồi xong xuôi mình phải chọn màu sao cho phù hợp nữa ha. Rồi cái theme của mình đúng không, là cái font size của mình, cái màu sắc nó kết hợp lại, đó là cái đường thẳng của mình nó dày hay là mỏng hay sao đó đúng không. Rồi đôi khi mình có cái text nữa đúng không, mình bỏ chữ vào ha. Rồi coordinate, rồi cái tie chart thì nãy mình đã nói rồi đúng không. Đó thì đây tôi không có đi hết, tôi sẽ đi một số cái mà mình dễ thấy nhất ha. Ví dụ bây giờ mọi người nhìn ở bên trên cái hình bên đây nè, đó mình nhìn hình phía bên tay trái đó ha, khoan nhìn phía bên phải, nhìn phía bên trái á, thì em thấy làm sao Kim Cương? Em dạy người ta vẽ đầu giờ vô á, thì tôi nếu mà tôi vẽ cái hình này á, thì em thấy làm sao? Em cho ý kiến đi, nó đẹp hay nó không đẹp, nó thiếu hay nó dư hay nó làm sao, em cho ý kiến đi. Dạ em thấy nó đẹp không, như lại cái chấm này nó không có phân màu, cái hình bên phải thì đẹp hơn, còn cái hình bên trái thì basic hơn. Ừ rồi, còn em thấy làm sao Xuân? Dạ em chưa nhận xét về nội dung, em nhận xét về cái hình thức trước. Là với cái khung như vậy với lại cái lượng mật độ cái data như vậy, em nghĩ là nên giảm cái độ lớn của cái point lại. Dạ nếu mà mình chưa có thông tin gì về cái criteria nên làm trước mắt là em đánh giá vậy. Rồi còn có ai có ý kiến nào không? Mình so sánh đi bây giờ mọi người, nếu mà giờ mình có hai hình luôn. À, vì mình so sánh giữa hình bên trái và bên phải luôn, thì tại sao người ta phải sửa từ bên trái qua bên phải? À, có ai có ý kiến không? Em thấy cái hình bên phải là sorry Phú nha, tại vì cổ bơm của em đồ quá Phú. Em chỉnh cái microphone của em lại đi Phú. Anh có bật quạt không á? Nếu mà anh có thì anh tạm thời tắt thì anh nói nó sẽ không có bị rè. Mọi người nghe rõ hơn chưa vậy thầy? Rồi đỡ hơn rồi, ít đè rồi em. Ừ, bắt đầu đi. Em thấy cái hình bên phải á, là nó được giống như là nó được cắt gọt cho nó tốt hơn rất là nhiều. Thứ nhất là mình thấy cái cột mà price á, thì những cái số 0 không cần thiết á, thì sẽ chuyển thành cái đơn vị triệu cho nó gọn, hợp lý hơn. Cái thứ nữa là cái mật độ thông tin nó nhiều, nó phân bố theo cái type. Rồi nó còn có thể hiện những cái outlier giống như là những cái mà rất là cao như 3.7 triệu. Này. Thì nói chung là cái thông tin nó đầy đủ, nó rõ ràng hơn. Có nghĩa là người ta bỏ vào cái giá trị lớn nhất đúng không, và cái giá trị nhỏ nhất đó để cho mình ước lượng được nó chạy trong khoảng nào đúng không. Cũng giống như là thí dụ như mấy cái này nè, làm chiếm cái hình mà nó đâu có ý nghĩa gì đâu đúng không, mình chuyển sang cái dạng này để dễ hơn đó, đó. Rồi xong xuôi rồi đôi khi người ta muốn chiếu xuống, chẳng hạn như cái điểm này ta muốn chiếu xuống thì có cái đường mấy cái grid này nè đó, để cho người ta dễ ước lượng đúng không, dễ ước lượng nó đó. Thì tôi thấy được là, nhưng mà dĩ nhiên đừng có làm dày đặc quá, đừng có làm 1mm sẽ có một đường thì chắc chết đúng không. Đó thì cái này thì không có đường nào hết thì mình khó chiếu xuống đúng không, còn đây thì có cái đường thì dễ chiếu hơn ha. Đó rồi xong xuôi rồi người ta cũng phân theo cái nhóm giống như vậy gì đó, cái type cái nhóm giống vậy thì giúp cho mình phân biệt được và mình giải thích tại sao single thì nó lại nhiều đúng không. Đó nó lại đắt đó, còn triplet thì nó rẻ, ví dụ vậy đó đúng không. Đó ok không ha. Thì đây thì ở đây cho mọi người thấy là đối với là những cái plot mà nó không phải là lớp plot khoa học á, nó bên kinh tế bộ này kia kia thì nó đơn giản lắm mọi người ơi. Mấy cái đó nó không có, tôi nói thiệt á, tôi mà đi dạy mà bên kinh tế rồi rất là sướng luôn á ha. Có nghĩa là thông tin của mấy người đó nó không có cái gì khó giải thích đó mọi người. Đó cái biến của nó cũng tương đối là nó đơn giản chứ nó không có phức tạp như khoa học đâu ha. Bây giờ tôi sẽ đi vô một cái level cao một chút xíu ha. Thì cái này thì phải nhờ Hiếu giải thích giùm nè ha. Bây giờ cái này là thông rồi gì đúng không, mọi người thấy là ổn rồi gì đúng không. Bây giờ tiếp tục tới cái hình này, trong cái phân tích big O ví dụ vậy đúng không,
thì người ta sẽ vẽ ra những cái hàm giống như vậy ha, đó, và người ta chú thích giống như vậy nha. Đó thì Hiếu em giải thích cho mọi người cái hình này được không em? Dạ. Dạ thế ví dụ như là độ phức tạp của toán. Ừ. Nè. Chục x nó là cái gì, chục y nó là cái gì và mỗi đường ở trong trọng nó là cái gì vậy? Đó em giải thích cho mọi người nghe đi. Hả? Ừ. Em làm được không? Dạ em làm được thế ạ. Em làm không được hay là em làm được? Dạ không. Ok, rồi. Không sao hết em. Ừ. Rồi. Ví dụ như mình có cái dòng là for, ví dụ vậy đúng không? For một cái n là cái số điểm của mình. Ha, là cái số mà data point á, cái số data point của mình đó là n, mình có n data point. Đó. Nếu mà mình chạy qua duyệt hết tất cả những cái data point đó thì cái chương trình của mình nó là O of N. Ha? Là mình cần chạy phải qua tới N điểm. Đó. Ha? Còn có những cái chương trình người ta viết đó, nó chỉ qua log N điểm thôi. Ha? Còn có khi nếu mình tính đó, N bình phương, đó, C này là một cái hằng số. Ấy. Ví dụ như vậy đúng không? C này, ví dụ N, C bằng 2 đi. Thì cái chương trình của mình chạy là for Y ở trong cái N điểm và for Z ở trong cái N điểm đó, mình chạy hai cái dòng là for lòng vô nhau, đúng không? Thì mình có O hoặc N bình phương, ví dụ vậy đúng không? À, thì đây là cái hàm của nó. Thì mọi người thấy được rồi, cái input size mà nó càng lớn, đúng không? Thì dĩ nhiên là cái thời gian của nó là càng nhiều rồi, đúng không? Cái độ phức tạp của cái chương trình của mình chạy nó càng nhiều, đúng không? Đó. Thì rõ ràng là cái tốt nhất là O hoặc N hoặc là O N log N. Còn log N này hiếm lắm mọi người. Hiếm có thuật toán nào mà chỉ log N lắm, điểm mình đầu ngón tay thôi. Thường thì nó sẽ chạy trong cái này nè, là cái tương đối tốt nè. Mà một cái chương trình mà dai thừa thì thôi bỏ đi luôn đi, tại vì chạy chắc chết quá. Ví dụ như có 150 điểm thì mọi người tính lấy 150 dai thừa thì nó ra bao nhiêu, đúng không? Đó. Bởi một cái chương trình mà mình viết á, thì nó nằm trong N bình phương trở xuống thì là ổn ha. Còn những cái mà giống như vậy thì vứt nó đi luôn. Đó. Thì đây mọi người thấy là bên toán học á, cái đồ thị nó cũng tương đối là nhẹ nhàng, đúng không? Đó, cái plot, cái đồ thị trong toán học hay là trong cái computer science đó, nó rất là dễ. Có nghĩa là gì? Input của cái data của mình á, đó nó càng nhiều, đúng không? Thì cái runtime của mình á, để mình chạy chương trình đó, đó về mặt thời gian, mà thời gian này thì nó tính scale theo cái input data, ha? Đó. Thì nó sẽ càng lâu hơn. Nếu mà cái này càng xa thì mọi người thấy cái này nó sẽ lớn hơn cái này, đúng không? Nếu mà cái thuật toán của mình cùng thuật toán là O of N log N, đúng không? Ha? Rồi. Thì ở đây mọi người thấy là cái data nó cũng giải thích cho mình biết được là cái nào tốt nè, đúng không? Đó. Tốt thì O1 có nghĩa là chỉ cần chạy có một lần thôi. Chẳng hạn như mình lấy 5 trừ 3 thôi thì là O1, đúng không? Thì là tốt nhất rồi. Cái này good có nghĩa là mình chỉ cần log của cái số data point của mình thôi, đúng không? Nó cũng good, đúng không? Còn cái ON thì tương đối, đúng không? Cái này là bad nhưng mà cũng không phải là quá tệ. Cái works này mới tệ, à, cái đống này nè. Chứ thường mình chương trình của mình nó là N bình phương nữa, đúng không mọi người? À, cỡ N bình phương trở xuống là ổn. À, đó. Rồi, cái này là bên computer science, đúng không? Rồi bây giờ mọi người thử xem coi là bên sinh học của mình như thế nào. À, mời nhường em giải thích cho tôi cái hình này được không em? Dạ thầy, cái hình này là nó mô tả cái tỷ cái giá trị trung bình đột biến của các cái loài khác nhau thì cái trục hoành của mình đó là nó thể hiện cái thời gian mà cái loại cái thời gian trung bình là cái loài đó bị sẽ có phát hiện đột biến và tính theo không có, năm đâu có phát hiện đột biến đâu, cái lifespan mà lifespan là dạ. cái tuổi thọ dạ, em
cái tuổi thọ của từng cái loài, ví dụ như đây loài mà loài đây mọi người nhìn vô trong đây thì thấy được là tất cả những con này đều có vú hết à, động vật hủ nhũ hết đúng không? Đó. Yeah. Con mèo cũng có vú, con tiger cũng có vú, con ngựa cũng có vú, con người cũng có vú, con chuột cũng có vú. Ở đây nói động vật nhưng mà thật chất là động vật hủ nhũ đó. Được không? Rồi, em giải thích tiếp đi. Dạ, em nói lại là cái trục hành của nó là cái trục hành thì biểu đồ thể hiện cái tuổi và cái scale ở đây là khoảng tới 100, từ 0 tới 100. Còn cái trục tung á, thì là thể hiện tỷ lệ đột biến mỗi năm, trung bình, giá trị trung bình đột biến mỗi năm. Dạ. Thì cái đơn vị ở đây là scale tới khoảng từ 0 tới 1.000 lần. Dạ, thì nếu mà theo cái hình mình thấy á, thì mình thấy là con người á, thì có cái thời gian cái năm tuổi mà con người bị đột biến nó sẽ cao hơn so với các cái loài khác, là nếu mà chiếu xuống là khoảng tầm 90 tuổi thì 90 tuổi á, thì cái tỷ lệ đứng nó sẽ thấp hơn so với cái loài cùng 90 tuổi thì tỷ lệ đột biến là khoảng dưới 100 lần. Rồi. Trong khi con chuột thì sao? Mouse thì sao? Dạ, con chuột con mao á thì nó chỉ khoảng chắc là khoảng 3 tuổi thì nó đã được bị đột biến khoảng 800 đột biến là 800 lần một năm. Thì cái tỷ lệ đột biến rất là cao. Dạ. Rồi, vậy thì em đúc kết được cái gì, kết luận ra được cái gì từ cái hình này? Kết luận từ cái hình này thì mình có thể cơ bản nhận xét rằng là cái DNA của người á, nó cơ bản là nó ổn định hơn so với các loài khác, bởi vì cái tỷ lệ đột biến mỗi năm nó thấp hơn, và cái thời gian mà mình bị đột biến nó là càng lớn tuổi thì mình mới bị so với những loài khác thì cái tuổi thọ trung bình của nó bị đột biến nó sẽ cao hơn, và cái số lượng đột biến lần cũng cao hơn. Vậy là em chỉ có nhìn có một điểm đó thôi à? Em nhìn có một điểm thôi. Cái kết luận của em chỉ có một điểm này thôi. Em nhìn quy một hình mà em kết luận có một điểm mà lạ lùng quá vậy. Rồi, cảm ơn người. Dạ. Em quên nói cái trend của nó sẽ em nói gì tôi cái phần statistic ngay ở giữa thầy lại cái em không cần cái phần statistic ở giữa đâu, em không cần cái phần đó đâu. Em không cần đâu, em chỉ cần cái hình này em nói, tôi không có cần em phải nói nó significant bao nhiêu hết đó. Tôi không cần. Đã. Rồi, cảm ơn em. Xong, em đúc kết lại được không? Đúc kết lại bằng một câu để mình kết luận về cái hình này được không em? Em thì những loài động vật hữu nhũ mà có tuổi thọ càng cao thì tỷ lệ bị đột biến càng thấp và ngược lại. Yeah. Rồi, cảm ơn em. Mọi người thấy rõ ràng đúng không? Đúng không? Chỉ đơn giản giống vậy thôi chứ đâu có cái gì mà phức tạp đâu, đúng không? Rõ ràng là tuổi thọ trung bình của người cỡ 84 tuổi nè. Đó, 84, 85 tuổi nè, trung bình. Đó, thì cái đột biến mỗi năm thì dưới 50, đúng không? Trong khi đó con chuột tuổi thọ trung bình của nó thì cỡ, thực chất ra nó tuổi thọ trung bình nó cỡ 6 tuần. Đó, thì đột biến của nó là tới 800 một năm. Đúng không? Như vậy thì nhìn vô đây, tất tần tật những cái con tuổi thọ ở đây nó cao lên nè, đúng không? Thì cái này nó thấp xuống, đột biến nó thấp xuống thì nó thấy, mình thấy được rồi. Đúng không? Đó.
Và bây giờ bữa trước mình đã học vẽ cái hàm rồi, thì cái này là hàm gì vậy Giang? Cái này là hàm gì vậy? Hàm lóc đó thầy. Ừ, rồi, cảm ơn em. Dạ. Ngoài hàm lóc ra còn cái hàm khác nữa, nó cũng giống như vậy nữa, hàm nào nữa em? Đúng rồi, hàm gì ta, tỷ lệ bậc nhất hả? À? Em không nhớ cái hàm này nữa, kêu là hàm phân số bậc nhất em không nhớ, nhưng mà đại loại là nó giống như anh Phú ghi á. Nó sẽ nhưng mà cái này thì chỉ có một cái miền theo chiều dương thôi. Rồi còn hàm nào nữa, có ai nhớ không, còn hàm nào nữa? Hàm 1 trên e, 1 trên e x đúng không? Rồi còn hàm nào nữa? Cái hàm này á, là căn x á, là nó ngon lành luôn á, căn x lúc nào cũng dương mà đúng không, là nó nằm ở chỗ này luôn á. Còn cái 1 trên x mà của kia á, thì là nó có thể là nằm phía âm này, nó cũng có một cái nữa đúng không, còn á, căn x là lúc nào cũng bên đây hết rồi. Đúng, hợp lý. Rồi bây giờ mọi người thấy là cái này là người ta sử dụng toán học để biểu diễn một cái hình đúng không, còn bên đây người ta sử dụng hình ảnh để vẽ ra nè. Mọi người thấy cái này nó matching như cái này không? Nhìn như trong đây có thấy cái này, có thấy được cái này nó nói lên cái hình này không? Phía bên tay phải á. Mình học data visualization đúng không? Thì đôi khi thì sau khi mình có cái con số đúng không? Mình sẽ suy luận ra được cái hình ảnh của nó đó mọi người. Ha? Thì mọi người thấy là người ta hay không? Ta vẽ ra cái này nè. Mọi người thấy cái này là nó matching như cái hình này không? Mấy con này nè là cái tên của mấy con đây nè. Còn cái đồng hồ của nó nè, thấy không? Rồi, tiếp tục nữa ha. Bây giờ bắt đầu mình tăng cái độ phức tạp lên ha. Cái này là cái bài tương đối là dễ hiểu đúng không? Đó, mình tăng cái độ phức tạp lên. Ví dụ như giờ vẽ cái hình này như vậy ha. Cái trục X là cái tên đúng không, nó cái dạng là quantitative đó ha, của những cái loại ung thư khác nhau, ung thư máu AML nè đúng không, ung thư tuyến giáp nè đó, ung thư CML cũng là ung thư máu nè đúng không, và ung thư vú nè, tất cả những loại ung thư. Còn cái trục Y của nó là cái tumor burden hay là cái somatic mutation frequency ha. Rồi bây giờ ai có thể giúp cho tôi giải thích cái hình này được không? Hoàng nghe cái này là lần thứ hai rồi đó, mà giải thích tổng lại là tôi lấy dây nịch tôi quất. Như thầy nói là cái trục X là các loại ung thư, còn cái trục Y là cái đột biến somatic. Thì nếu mà theo như cái hình này em nhận thấy á, thì cái ung thư ở ngoài cuối cùng là ung thư da, thì nó có tỷ lệ đột biến cao hơn các loại ung thư còn lại. Đó là cái nhìn chung của em. Tỷ lệ đột biến trên cái gì em? Dạ, trên một nghìn cái sample. Cái gì? Dạ không. Dạ. Cái MB này trên 1000 sample hả? Trời đất. Dạ không. Ngày hôm qua tôi cũng giải thích rồi đó Kim Cương, đúng không em? Mà nó nở lòng nào nó vả vô mặt tôi như vậy. Kim Cương em làm chứng đi em làm chứng cho tôi đi, chứ tôi tội lỗi dễ sợ lắm thiệt đó. Dạy rồi đó, mà có hỏi gì không? Không hỏi. Thí dụ ngày hôm qua không biết thì sao không hỏi? Ví dụ như trình tự genome của mình là tới là 3 tỷ base pair đúng không? 3 tỷ base pair thì nó cứ lấy ra một base pair ở 1 megabase, có nghĩa là 1 triệu nucleotide đó,
nó đếm coi có bao nhiêu cái đột biến ở trên 1 triệu đó, rồi xong xin nó lấy tiếp 1 triệu nữa thì nó đếm có bao nhiêu cái đột biến trong đó và nó làm cho tới hết 3 tỷ base pair, thì nó có những con số đó lại thì nó tính trung bình ra, thì nó được mỗi một cái điểm á, là một cái sample, ở đây có 179 sample thì cái người thứ nhất á, thì có cái bao nhiêu đó đột biến, người thứ hai mà cho tới thì hết 179 người, ở đây sẽ có 179 điểm nè, ở đây sẽ có 121 điểm nè, rồi nó tính trung bình ra cái đột biến nó có bao nhiêu đột biến, được không? Được. Rồi, mà mọi người thấy phải cái hình, chỉ có cái hình ở trên đây thôi thì không có nói gì đúng không? Còn bây giờ còn có cái hình dưới đây nữa nè, cái loại đột biến nó xảy ra nữa nè, đó, đúng không? Nhìn vô đây rất phức tạp đúng không? Nhìn vô đây đối với sinh học thì nó rất phức tạp luôn, người ta nhìn rất là sợ luôn, đúng không? Mọi người thấy là giữa cái việc làm là cái bên kinh tế, bên xã hội đủ này kia đồ quá thì nó dễ hiểu, đúng không? Chứ còn mà bên sinh học đồ nó thì nó quá đáng lắm luôn mọi người. Đó, thấy cái level nó tăng lên không? Thấy không? Đó. Rồi, bây giờ tăng thêm một level nữa nè. Mọi người thử nhìn cho tôi vô cái hình này đi. Đó. Mọi người thử nhìn vô trong cái này đi. Có nghĩa là cái somatic mutation cho từng loại cancer nè. Đó. Mà vẽ kiểu giống vậy nè. Ở đây nè, mọi người nhìn vô một hình thôi. Chọn hình nào cũng được, nhìn vô một hình đi là mọi người giải thích. Thì sao? Thì nó quá đáng lắm, đúng không? Đó. Nó chằng chịt thông tin, nó nhiều thông tin, cái level nó nhiều. Mọi người nhìn vô đây là ở đây nó vẽ hai cái violin plot đó, tức là hai cái box plot ở đây đó mọi người. Đó. Giờ đánh số ở đây là từng cái hộp này nó có con số 1 với 4. Đúng không? Và ở đây thì nó còn chia ra là cái tỷ lệ của nam với nữ. Đó. Mọi người thấy là nó chằng chịt thông tin, nó rất rất nhiều thông tin đối với sinh học của mình. Dĩ nhiên là cái này nó không có cái annotation thì mình ở đây mình bí, với lại là cái hình nó nhỏ quá, nó chi chít quá, đúng không? Đó. Bây giờ ở đây tôi làm cái annotation và mọi người sẽ thấy được là thứ nhất nó sẽ giải thích về cái tuổi, đúng không? Bị. Đó. Cái tuổi mà bị. Đó. À, cái thứ nhất là về tuổi. Đó. Cái thứ hai, cái cosmic, cái mà những cái pattern đó, đột biến đó, của từng cái, thì đây là thí dụ như cái bệnh này nó có cái pattern ở trong cái cosmic là 5 với 7 đó, thì để vào số trong đó, đúng không? Và cái tỷ lệ mà thí dụ như cái bệnh melanoma này á, thì ở nữ 92%, còn nam 22%, thí dụ vậy, nó khác biệt với nhau, thí dụ vậy đó. Ở đây mọi người coi cái đống này đó. Rồi cái đống này mà annotation vô trong một cái hình vậy. Đó, mọi người thấy là bên sinh học là nó chằng chịt chi tiết, đúng không? Mà tôi không hiểu tại sao người ta lại nghĩ là đối với một cái data scientist đó mọi người, đó, người ta lại nghĩ là bên cái bioinformatics mình, có nghĩa là mình phân tích dữ liệu sinh học đó, người ta nghĩ mình kém hơn mấy cái data scientist khác mọi người. Tôi không biết mấy người đó lấy cái idea ở đâu ra mà mấy người đó nghĩ như vậy nữa. Đó. Tôi đưa thử một cái bài sinh học cho mấy người đó xem, đúng không? Với lại mấy người đó đưa tôi mấy cái mà về hình ảnh của mấy người đó phân tích đồ, sử dụng machine learning hay bất kỳ cái gì đó với tôi á, cái đó là chỉ là trò trẻ con thôi. So với sinh học cái level của tôi á là nó phức tạp đến độ như thế nào. Mọi người không tin thử coi đọc mấy cái bài báo đi, về toán cũng vậy, về hóa cũng vậy. Đó, về mấy cái khác không có cái nào mà nó phức tạp bằng sinh học của mình đó, tôi nói thiệt. Đó, mà tôi không biết tại sao người ta nghĩ trong đầu là những người mà làm ban phân tích của mình á là mình dở toán hơn mấy cái người học cái môn kinh tế kia, đổ này kia. Ồ. Người ta mặc định vậy đó mọi người. Tôi nói chuyện với bao nhiêu người người ta cũng nghĩ như vậy. Đó, mà người ta đâu có nghĩ tới một cái hình ở trên Nature. Cái này nè, tôi đâu, mọi người không tin vô lấy cái bài báo này đi, coi đi nha, tôi không có nói láo tí nào nha. Đó. Không nói láo tí nào luôn á. Cái gì đó, cái này tôi lấy trong cái bài đàng hoàng nha, nè, có để hết, chứ không có phải là làm tầm bậy đâu, nó tự vẽ ra rồi nó phức tạp, nó không có, cái này là của người ta vẽ đàng hoàng luôn đó, lấy vào, nhưng mà tôi không hiểu cái idea của mấy người kia ở đâu, cứ nghĩ là bên cái của mình làm là nó dễ hơn so với những ngành data science khác, cái gì đó, mấy người đó nghĩ vậy đó mọi người. Mà không biết cái ID của mấy người đó lấy đâu ra cái chuyện này nữa như vậy. Ha, đó, rồi.
Thì mọi người thấy không? Computer Science vẽ nè, tôi đâu có nói láo đâu nè, cái này là của bên Computer Science nó vẽ đó, chứ tôi đâu có phải tự biên tự diễn, tôi lấy rõ ràng ra đó. Đó, mấy cái hình của bên đó nó chỉ cắt the plot, vẽ đường line vậy là cùng mọi người. Đó, nó không có như mình ở đây vậy đâu nè. Nó vậy nè, chồng chồng lên vậy nè. Đó, vậy đó. Ha. Rồi. Bởi vậy là mình phải đứng lên đúng không? Mình phải đứng lên mình bảo vệ cái của mình đúng không? Mình đâu có phải là dễ ăn hiếp, đúng không? Đó. Rồi mọi người nhìn vô cái hình này coi làm sao. Cũng là trong cái bài đó luôn á mọi người. Đó, nhìn vô trong cái hình này đó, coi làm sao. Vậy đó. Hả? Đó. Tôi bảo đảm là nhìn vô chưa chắc thì hiểu đâu. Hả? Rồi. Rồi bây giờ mình thấy được là để thiết kế một cái đúng không? Mình phải làm sao cho mà nó dễ hiểu đúng không? Đó, nhìn vô người ta hiểu liền. Thì làm ơn làm phước cái sử dụng mấy cái phông ở trong đó đó, đừng có làm cái kiểu này nha mọi người. Tôi thấy hả, trời đất quỷ thần ơi, đặc biệt là mấy cái bằng khen hay là cái gì đó, chuyên gia sử dụng mấy cái phông tào lao mới làm ơn sử dụng phông bình thường thôi, rõ ràng để người ta đọc người ta thấy được, chứ đừng có cái kiểu này. Hả? Cái kiểu này nó không có đẹp hơn tí nào đâu. Hả? Nói thiệt, có hồi xưa mà tôi đi dạy á, ở bên Nông Lâm á mọi người, đó, ai mà viết cái kiểu quẹt quẹt giống vậy nè, tôi cho không điểm à, chứ tôi không có hỏi chấm đâu, tôi cho không điểm, lên kiện á, lần sau thì lần sau tôi cho không điểm nữa, đó, tôi cho một đứa là nó rớt 4 lần mông của tôi luôn mọi người, tới mỗi lần nó phải rèn chữ lại, đó, đừng có đấu với tôi, ha, tôi thì dễ lắm, đó, đừng có đấu với tôi, đó, đấu với tôi thì nó tới khi mà người ta bạn của nó ra trường 2 năm mà nó chưa ra trường được luôn á. Nhớ nha Kim Cương với lại Hoàng ha. Đó, tôi không phải dễ ăn hiếp đâu. Ừ, vậy đó. Làm đàng hoàng thì tôi đàng hoàng. Đó, chứ kiểu dễ ăn vậy sao được. Đúng không đó? Biết vậy thôi, rõ ràng được rồi. Thì mấy cái phông này nè, là những cái phông rõ ràng là người ta suggest nên sử dụng mấy cái phông ha. Đó, mình có mấy cái tag ở trong chỗ này kia nữa, đặc biệt là cho cái table với number chỗ này kia đó ha. Đó. Rồi, thí dụ như mình muốn nhấn mạnh, mình muốn highlight cái gì đó lên ở trong cái title hay là trong table hay là gì đó, thì highlight một phần thôi. Có nghĩa là mình thay đổi cái biến gì đó thì chỉ thay đổi một biến thôi, chứ đừng có thay đổi hai ba biến. À, ví dụ như đây đúng không? Phong thì cùng phong, nhưng mà mình in đậm thôi, là cái biến in đậm, thay đổi một biến. Còn cái này không được. Có nghĩa là vừa thay đổi cái phong khác nhau nè, cỡ chữ khác nhau nè, màu sắc nè, rồi còn gạch chân nữa, không được, người ta không thích vậy, nhớ nha. Đó, thay đổi một biến thôi, đừng có thay đổi nhiều cái variable cùng một lúc ha. Thay đổi một cái variable thôi là được rồi ha. Thí dụ như mà có thay đổi, thí dụ như trong trường hợp này đổi màu đỏ, chứ đừng có thay đổi phông nghiêng rồi màu đỏ rồi gạch chân thì không được ha. Nhớ nha, thay đổi một biến thôi. Rồi bây giờ tới cái background, cái read đó, mọi người nhìn đi ha. Giữa bốn cái này á, thì cho tôi biết được cái nào là ổn nhất ở trong đây. Em thấy cái nào ổn nhất trong đây vậy Hiếu? Nhắm thì cái thứ hai là cái đầu tiên. Cái này đúng không em? Dạ. Nhưng mà cái này ở đây nó có cái factor ở đây nữa mà. Đúng không? Cái tên của mình mà mình để kỳ quá, nó là đô sao chứ tại sao phải factor vào. Đúng không? Nhìn thì nó có vẻ rõ hơn cái này đó. Nhưng mà mình cũng đâu có cần tô cái nền ở dưới để làm gì. Có không? Dạ. Cái nền ở đây, nền mình, chữ của mình là chữ đen rồi thì nền. Thì tôi cảm thấy được là cái này cũng được, đúng không? Cái này cũng được, nhưng mà cái này á, cái phông á, nó to á, tại biết sao? Mọi người nhìn ở đây thì có vẻ như cái này nó xấu. Đó, nó không đẹp. Nhưng mà khi mà mình bỏ vô trong cái hình á, mấy mốt mình làm, mình sẽ submit cái bài, mọi người sẽ biết được là cái hình này á, mọi người bỏ vô trong kia á, nó có nhiều hình và cái phông của mình tự nhiên nó nhỏ lại à. Ừ, nó vậy đó. Bởi tin tôi đi, là lấy cái phông này nó bự lên giống vậy đó, thì bỏ vô nhiều cái hình á, thì nó sẽ ok. Ừ, nếu mà tôi sẽ chọn cái này. Nếu mà tôi làm nhiều quá, tôi sẽ biết được cái này nó sẽ được hơn. Nếu mà trong cái figure của tôi nó có 2-3 panel quá, thì tôi chọn cái này. Còn nếu mà nó chỉ có một thôi, thì tôi chọn cái này.
À, tôi không bao giờ chọn cái này. Tôi không bao giờ chọn cái này á. Tự nhiên có cái nền nãy đây, cái chữ này nó trùng cái nền nữa. Được không? À, bởi vì là mình bố trí cái background, cái read này là cái mấy cái đường này nè Hiếu. Cái chữ read này nè là mấy cái đường ở đây nè, được không em? Ok. Dạ. Ừ, rồi. Ha, à, rồi. Và tương tự cái hình này thì em chọn cái nào vậy Xuân? Em nghĩ là em sẽ chọn cái số 3. Tại sao? Nó, thứ nhất, cái thứ nhất là nó bị cái chữ nó bị chạm như nhau. Nó bị dính rồi. Dạ, là em không thứ nhất. Cái thứ hai thì em thấy thứ hai, thứ ba cũng được, nhưng mà em thấy thứ ba nó màu sắc hơn nên em chọn thứ ba. Nhưng mà tôi thì tôi chọn cái thứ hai, tại cái thứ ba chữ chỗ này nè. Chọn vẹn. Đúng không? Chứ chữ chữ spacey tự nhiên bự ra đây à. Đúng không? Với là thiếu thành cột đó thầy. Nó không có cái legend cho, không có cái label cho cái F, X và Y đây như thế này. Đúng không? Đó. Rồi. Thì ở đây thì mình nhìn vô vậy không phải để bắt bẻ người khác. Đúng không? Mình nhìn vô vậy để mai mốt mình làm cho mình á, thì mình làm sao cho nó trọn vẹn vào. Ha? Đó. Chứ publication thì nó cả đời em, nó cứ để trên chển hoài luôn, chết rồi nó cũng còn trên đó nữa. Bởi vì làm cho nó đàng hoàng, tử tế vào. Ha? Rồi, tới mặt cái mặt jean. Thì đôi khi thì đây thì mình thấy đây cái X nó không có cái label, đúng không? Thì cái mặt jean mình làm cho nó nhỏ lại, đúng không? Còn nếu mà ở đây nó có cái label á, thì mình để mặt jean nó bự ra. Ha? Đừng có ai vô duyên để cho cái mặt jean nó bự chà bá lửa giống như vậy. Phải không? Đúng không? Đó. Bởi vậy là mình nhìn vô thì mình thấy vô duyên thì mốt mình rút kinh nghiệm. Ha? Đó. Chứ không phải để tôi nói nha. Ha? Mốt mình làm chung với nhau, mình cũng hiểu ý nhau. Đó. Làm, đã dạy rồi thì phải làm sao cho nó đàng hoàng, tử tế vào. Ha? Ví dụ như ở đây mình có, không có label mà nó bự ra thì mình phải biết cho nó dẹp nó lại. Đúng không? Đó. Thì tôi biết được là tự nhiên không có label, tại sao? Tại vì á, mai mốt mình sẽ vẽ bốn cái hình chập lại nhau, đúng không? Mình có cái trục y ở bên ngoài là cần, ở dưới là cần, chứ chính giữa cái hình á, phần chính giữa nó không cần có trục x, tại trục x của nó giống nhau. Mọi người nhìn vô trong cái hình đó, mai mốt mọi người sẽ thấy được vậy đó. Thì đôi khi mình không cần cái này, mình chỉ cần cái này thôi. Ha? Thì cái chỗ nào đó thì mình phải làm cho nó, mình phải biết cách làm. Thì đây tôi có để cái link nè. Ha? Đó, không biết thì vào đó học để biết. Ha? Rồi. Rồi xong xuôi đó với cái pie chart thì không có nên dùng pie chart, tại vì sao? Con mắt con người của mình á, nó dở trong cái chuyện là cái độ bự của nó đó. Mọi người có phân biệt được cái này với cái này nào bự hơn không? Màu xanh này với màu xanh này nè, cái nào bự hơn cái nào không? Phải nhìn kỹ lắm, đúng không? Mới dám khẳng định, hoặc lấy cái thước đo đó thì mới biết được. Bởi vậy là không có nên sử dụng pie chart, nhớ nha. Nên sử dụng cái bar plot đó, thay cho cái pie chart. Được không? Nhớ nhớ lời tôi dặn ha. Đó. Mai mốt đó là cứ làm sai là bị la thì đâu có trách người khác được. À, nhớ nha. Cái pie chart không nên sử dụng. À, rồi. Khi mà mình vẽ cái map, không biết ai đây nhận cái đồ check là vẽ cái map á, thì nhớ là cái map nó phải kèm theo một cái heat map gì đó, hoặc là cái pie, cái bar chart gì đó, nó phải kèm theo một cái gì đó để mình biết được là cái chỗ đó nhiều, ít hay là gì. Đúng không? Chứ đừng có vẽ cái map không ra. Đó. À, đó, thường thì nó phải đi với một cái gì đó, nguyên tắc là như vậy. Có thể là một cái heat map luôn ở trên cái vùng địa lý đó luôn, đúng không? Còn đây người ta vẽ cái pie kèm theo, đúng không? Đối với tôi cũng không thích vẽ cái pie kèm theo nữa, vẽ cái bar plot kèm theo là tốt hơn. Ha, à, đó. Rồi. Bây giờ cái kế tiếp nữa là cái nhiều cái variable, hồi nãy giống như là của Hoàng với lại của Giang cái bài tập á, thì mình sẽ chọn cái x, cái y là cái quan trọng nhất, hai cái biến quan trọng nhất mình bỏ vô đó trước. Xong những cái còn lại như là màu sắc nè, đúng không? Như là mấy cái khác, như là cái size của nó nè, là những cái biến phụ. Nhớ nguyên tắc này chưa? Ghi lại đi. Giống hồi nãy là mình chọn cái length với lại cái width là hai cái biến chính. Đúng không? Mình biết được cái biến, hai cái biến đó là hai cái biến quan trọng, thì mình để nó thành trục x với trục y. Còn cái class, đúng không,
thì mình cho nó tô màu cho nó là sử dụng cái class, và mình sử dụng một cái lang gì đó nữa thì mình cho nó là cái size, hiểu không? À, theo thứ tự là hai cái biến nằm ở trên trục x, y là hai cái biến quan trọng. Những cái biến nó nằm trên legend là những cái biến không quan trọng bằng hai cái biến này. Ok không? Nhớ nguyên tắc chưa? Nhớ và hiểu nguyên tắc không? Tôi hỏi lại, có nhớ và hiểu nguyên tắc không? Dạ có. Rồi, thì tiếp tục. Rồi, đôi khi thì mình phải label nó lên đó mọi người. Đó, cho nó cho người ta dễ thấy được ở đây nè. Ví dụ như là mình biết được người ta có thể chiếu xuống đây là 8 chấm mấy, ví dụ vậy được, hoặc là 11 chấm mấy, ví dụ vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình cảm thấy được là nó có cái sự, cái độ chênh lệch của nó nhỏ quá đó, đó, thì mình nên, ví dụ như đây 6.7, 6.5 nè, đúng không? Đó, giữa hai cái này á, thì nhìn đâu có thấy đâu. Mình cảm thấy, mà mình muốn thuyết phục người ta là ở đây có sự khác biệt với cái này, thì mình để con số vào, mình label nó vào. Được không? Đừng có làm biến. Đó, ha. Được không? Đó. Vì mình để thêm mấy cái gì, thông tin với mấy cái số bên đây nè, tôi biết là không dễ đâu mọi người. Phải tỉnh tai lại nữa. Đó. Nhưng mà mình muốn thuyết phục người ta bằng cái data mà. Tại vì em biết không, là bản thân tôi cũng vậy. Tôi đọc một bài báo, trước tiên tôi đọc cái hình trước à. Xong sau đó rồi tôi hiểu được cái hình, rồi tôi hiểu được nội dung, rồi tôi mới lướt qua mấy cái chữ mọi người. Tôi lướt qua cái chữ chừng 15 phút thôi mọi người. Còn cái hình đó tôi đọc có khi một tiếng mấy mới xong cái hình. Đó. Làm như vậy thì nó mới hiệu quả. Chứ không ai mà đọc chữ trước rồi mới đọc hình đâu, không có. Đọc hết mấy cái hình trong mấy bài báo. Đó. Xong xuôi mới liếc chữ. Được không? Tại mình hiểu cái hình rồi mình biết được là người ta sẽ viết cái gì trong chẩn. Ha? Rồi. Xong rồi, thí dụ như hồi nãy cái hình ở đây thì mình có thể chia được theo những cái biến khác. Nhưng mà trong trường hợp á, cái mà hồi nãy tôi hỏi Hoàng á, là giờ có thêm một biến nữa thì làm sao? Mình có thể sử dụng shape, đúng không? Nhưng mà shape thì nó là cho cái quantitative thôi, chứ đâu có cho continuous được, đúng không? Thì cùng lắm mình chỉ được có 4 biến thôi à. Đó, cùng lắm mình có được 4 biến, 5 biến thôi. Đó. Thì bây giờ mình phải làm sao? Thì đây thì người ta bảo là mình break nó ra làm nhiều cột khác nhau, như cái hình này nè. Đúng không? Ở đây mình có 3 biến, chứ hồi nãy tôi nói với Hoàng 3 biến thì mỗi biến là một cột cái hình. Đúng không? Mình break nó thành nhiều cái small multiple, break nó ra thành nhiều cái. Được không? Ok không? Ha. Đó. Như vậy thì cái đó phải nhờ kỹ thuật của mình biết làm thì mới làm được, đúng không? Thì cái này thì dễ ọt ở trong cái chi tiết đó, sử dụng cái facet, đúng không? Đó, đâu có gì khó khăn đâu. Ha. Rồi, bây giờ mình mới đi tới cái chuyện là tô màu. Đó. Thì tô màu thì cũng đừng có làm quá 7 đến 10 thôi. Đừng có làm quá tai. À, có nghĩa là mình có 7 đến 10 biến á thì mình sử dụng màu. Còn nếu mà nó nhiều hơn á thì tìm cách khác thôi. À, còn cách như thế nào thì phải tùy theo trường hợp. Ha, đó. Có nghĩa là nãy mình có 3 cái class thôi, đúng không? 3 cái spacy thôi thì mình còn làm được. Chứ bây giờ nó 20 cái spacy mà tô màu lên thì chắc điên luôn quá. Hiểu không? Ha, cái shape cũng vậy, đó. Thì cái đường thí dụ như mình kết hợp giữa màu với lại shape thì chấm gạch rồi chấm chấm rồi gì đó, đúng không? Nhưng mà đừng có làm quá từ 7 đến 10 là đã quá lắm rồi. Ha. Còn màu á, nó cũng có những cái khó khăn của nó nữa mọi người. Tại sao? Tại vì á, cứ 20 người là có một người bị có cái vấn đề về cái cách nhìn màu, cái cách cảm nhận màu. Đó. Ví dụ như là cái bệnh về cái daughter Ramoni, tôi không biết dịch là cái gì, đúng không? Nói chung là mù màu đó. Thì có tới 16, một cứ khoảng 16 hay 17 người có một người ở đàn ông mà bị mù màu. Còn nữ thì lại ít mọi người. Ờ, nữ thì tới 250 người thì mới có một người bị mù màu. Nhưng mà nam thì là 16, 17 người là có một người bị đó. Như vậy nói lên gì? Nếu mà mình tô màu trong cái hình mình á, lỡ reviewer nó bị mù màu, thấy bà luôn. Đúng không? Mà reviewer nam nhiều quá. Nam nhiều hơn nữ. Ở đây tôi không muốn phân biệt chủng tộc, nhưng mà tôi bảo đảm với mọi người là nam nhiều hơn nữ. Đó. À, ví dụ trong hội đồng giáo sư cũng vậy. Ở Úc này thì hả, 20 là nữ nhưng mà tới 40 là nam, gấp đôi. Đó.
Bởi vì là nam trong hội đồng đó mà nam bị mù màu thì mình tô màu tầm 7 tầm bả thì đâu có được. Đúng không? Thí dụ như đây là có 3 loại mù màu khác nhau nè. Đó. Thì cái này là cái màu thiệt nè, nhưng mà người loại mù rotism gì đó thì sẽ đọc thành màu xám, màu màu đỏ thì hồng, hồng đỏ thì đọc bằng màu xám. Cái này thành màu sicula, còn này thì thành màu đỏ đậm. Nó gì đó. Mọi người thấy không? Đó mà mình tô màu cái đó, mình nói cái đó nó là cái đó mà người ta đọc vô người ta không thấy cái đó như vậy thì có mà chết à. Đúng không? Đó, quay trở lại cái ví dụ này thì mình sẽ thấy được là ví dụ như giờ mình nói là cái bệnh ung thư đúng không? Trong cái hình này một đống màu này nè. Nó là cái bệnh ung thư ở đây đúng không? Đầu cổ là cái màu đỏ nè, hồng đỏ này. Nhưng mà thực chất ở trong kia thì ổng tìm hồng đỏ hoài không có đâu. Đúng không? Ổng cho không điểm. Đúng không? Đó. Bởi vậy là mình phải rất cẩn thận trong cái chuyện chọn màu mọi người. À, nhưng mà tôi nói thiệt đó, nó khó lắm mọi người ơi. Trời đất quỷ thần luôn, nó khó lắm. À, nó nhiều màu khác nhau mà nhìn khác nhau. Ở đây mình có ai bị không? Em thấy màu này là màu gì vậy Giang? Màu xanh lá cây. Đúng rồi, xanh lá cây. Vậy còn em thấy màu này màu gì? Màu vàng đất. Màu vàng vàng không thấy vàng đất. Hay vàng thôi. Rồi. Xuân em có bị không Xuân? Hình như là em bị nhẹ nhẹ này. Có đợt em đi khám sức khỏe để làm thi bằng lái, cái ông bác sĩ ổng cái bài test cuối cùng ổng phải cho em pass. Nhưng mà thực sự em chưa pass cái bài test đó. Em có bị ông Hiếu? Dạ không ạ, mặt em tốt. Ok, good. Rồi. Cho em hỏi xíu được không? Anh Xuân thi bằng lái tại sao lại phải đi nhìn màu ta? Bằng lái B2 em không biết bằng lái xe nào. Dạ dạ dạ. B2 là xe 4 bánh đó hả? Dạ dạ. Nó còn chắc là để nhìn để xanh đèn đỏ với biển báo cho chuẩn hay sao em cũng không biết nữa. Nhưng mà nó có một cái bài test để kiểm tra mắt đó. Nó có một cái hình tròn xong có nhiều cái chấm điểm trong đó. Cái mình phải nhận biết ra, phân biệt ra, nhưng mà em không phân biệt được phải cái hình cuối á. Nên là ông bác sĩ nói là chắc là bị mù màu nhẹ. Nhưng mà em đừng có lo, 16 người là có một người à. Em đâu phải là hiếm đâu ha. Dạ, em dạ. Đắt khách mà đừng có sợ. Rồi thì ở đây thì mọi người ở trong đây có đường link này, có cái bảng đó ha. Lúc mà mình làm thì mình cẩn thận thì mình chọn màu cho nó phù hợp ha, để cho người ta không bị nhầm lẫn dù vậy đó ha. Rồi xong rồi, bây giờ một cái dashboard hay là một cái figure nó sẽ gồm có nhiều cái panel ở trong đây đúng không? Mình phải thiết kế làm sao đó mà cho nó phù hợp về cái nội dung của mình, phù hợp về cái diện tích của nó đúng không? Phù hợp về cái độ highlight của nó ha. Đó chứ không có phải làm muốn bố trí thì sao bố trí đó, nó có một cái thứ tự của nó ha. Thí dụ như thường con người của mình sẽ đọc từ trái sang phải. À, từ trên xuống dưới đó, tụi tàu á nó sẽ đọc là từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, được không? Nó khác mình đó, à, nó đọc từ trên xuống dưới là chính đó mọi người, nó biết á, từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới đó. Bởi vậy là cái cách đọc của nó sẽ khác với mình đó. Bởi vậy là mình lúc nào cũng bố trí cho nó đúng theo cách của mình, đúng không? Cái đối tượng của mình á, thí dụ như nếu mà sang tàu làm sang tiệc đó thì làm theo kiểu của nó, chứ còn về Việt Nam mà cứ lấy cái gì cũng để từ bên phải hết, nhưng mà người ta đọc từ trái qua phải mà, đúng không? Hiểu không? Đó, làm cho nó trật tự, cho nó theo cái cách của cái người người ta nhìn vô trong, người ta sẽ tốn ít thời gian nhất thì người ta sẽ thích cái bài nói của mình nhất, tại người ta hiểu được mình nói cái gì. Chứ bây giờ mình đang nói cái đó, mình nói qua cái slide khác rồi mà người ta chưa hiểu xong kịp cái slide của mình nữa thì người ta đâu có thích bài nói của mình. Đúng không? Ha? Rồi thì đây có mấy cái check này đúng không? Bây giờ thì lần lượt mình đọc với nhau ha, để mình thử check coi là mình ổn hay không ha? Rồi mình em đọc đi em.
Dạ là em trả lời mấy câu hỏi này hả thầy? Em đọc thôi, em đọc bằng tiếng Việt đi rồi xong xuôi rồi á hả? Tôi sẽ nhờ người nào hỏi. Ừ. Dạ thì câu đầu tiên là có phải cái việc mà visualization là đưa dữ liệu sang biến dữ liệu thành dạng hình ảnh đó có thể trả lời được hết tất cả các câu hỏi của bạn hay không? Rồi, đã được rồi. Tới đây được rồi. Thì bây giờ cái data của mình đúng không? Mình vẽ nó lên. Bây giờ mình visualize nó lên thì liệu là cái visualize đó nó có trả lời hết các cái câu hỏi mà mình muốn hỏi á đó cho cái audience á, mà người ta chỉ cần nhìn vô trong cái hình đó là người ta trả lời hết được á, thì mình có muốn chuyện này hay không? Mình có muốn chuyện này không, Kim Cương? Em chưa hiểu câu hỏi này lắm thầy. Thí dụ hồi nãy Phú đặt câu hỏi ra đúng không? Đó, xong xuôi rồi em vẽ cái hình đó lên. Đó, thì bây giờ sau khi em vẽ cái hình đó lên thì em phải trả lời câu hỏi được là cái hình của em này nè có trả lời hết tất cả những câu hỏi mà Phú muốn á. Đó, thì em có muốn cái chuyện này là có hay không? Dạ, em nghĩ là nên trả lời có. Đúng rồi, dĩ nhiên rồi, trời đất quỷ thần rồi. Thì mình vẽ cái hình đó ra thì để trả lời cái câu hỏi chứ, tất cả những câu hỏi liên quan tới cái hình đó chứ. Chứ giờ mình vẽ mà chỉ trả lời một phần, có nghĩa là giờ ở trong đây thí dụ như dễ hiểu nhất là trong cái hình này. Bây giờ mình nói là động vật hũ nhũ ở đây, đúng không? Mà mình đem một cái con cá sấu mình để vô trong chỗ này thì nó tào lao mí lao rồi, nó đâu có trả lời được câu hỏi là cái của động vật hũ nhũ đâu, tại cá sấu nó có vú đâu, được không? Trời đất ơi, dĩ nhiên nó phải trả lời được câu hỏi của mình hết, mình muốn diễn đạt cái gì đầy đủ hết thì cái hình nó phải trả lời hết, chứ còn nó trả lời một phần hay là nó trả lời thiếu thì như không, được không ha? Rồi tiếp tục câu hỏi thứ hai. Giang. Dạ, thằng em không thầy? Nghe. À, dạ thưa thầy là cái số 2 thì em nghĩ là nó chưa phải là ở đây chủ yếu là người ta muốn nói là cái hình của mình đó có cái tựa đề với lại có những cái chữ gì mình ép vào trong cái hình của mình đó thì nó có đầy đủ chưa, nó có ý nghĩa rõ ràng chưa. Đó, thì nếu mà mình trả lời rồi thì có nghĩa là cái hình mình ổn, như cái phần đó là mình bỏ qua, hiểu không? Đó, chỉ ý vậy thôi à, chứ đâu có cái gì đâu, được không? À, tiếp tục Xuân. Dạ là mình có hiểu, ý thứ ba là mình có hiểu được cái hình của mình trong vòng 30 giây hoặc là ít hơn hay không. Với mà khi mà mình không cần phải thêm những cái thông tin phụ. Có nghĩa là mình không cần phải đọc bài báo, mình nhìn vô trong cái hình của cái bài báo đó thôi là mình đã hiểu được, đúng không? Cái bài báo đó muốn nói cái gì rồi. Thì lúc đó thì mình mới submit cái manuscript của mình, đúng không? Chứ bây giờ mà bản thân của mình đọc vô mà mình còn không hiểu cái hình của mình nữa mà mình đi submit thì như không, đúng không? Có nghĩa là cái hình mình nó phải convey được cái content, cái nội dung mà mình muốn đưa cho người ta. Đó, người ta chỉ cần nhìn vô hình đó là người ta biết được. Thì lúc đó là mình đã thành công rồi đó. Ha? Rồi, tiếp tục đi Hiếu. Câu số 4 đi em. Để thầy có thủ là hỏi là có rồi là hình dung về cái tiêu đề của bài đó, có nghĩa là hỏi là đó có phải là một tiêu đề đơn giản hay là một thông tin dễ nhìn không? Rồi dạ. Cảm ơn em, tiếp tục nữa đi. Ai vậy ta, bữa nay mình hoạt động hơi bị nhiều ha. Hoàng, trời đất ơi, nó trốn tôi đó. Câu cuối đúng không thầy? Có nghĩa là
cái việc mà visualization của mình á có thêm cái những cái thông tin phụ, à, cái tiêu đề phụ để hướng dẫn cái người đọc hay không? Ừ. Có nghĩa là bỏ vô mấy cái legend, bỏ vô mấy cái subtitle hay là gì đó, đúng không? À, để giúp cho người ta hiểu được, giống như cái hình hồi nãy trên đây nè. Mọi người cũng thấy được là nếu mà không có cái subtitle đố mà người hiểu được, tôi ngồi tôi đoán muốn chết luôn, là nhìn vô đây nè, đố mà hiểu được, đúng không? Đó, phải đọc mấy cái này nè, mấy cái sub explanation nè, đó thì mới hiểu được, cái này là cái tuổi mutation count của nó, đúng không? Đó, còn ở đâu là cái tuổi trung bình của nó, và ở đây là cái màu sắc, độ màu sắc nó là significant, độ này kia, đó. Đố nếu mà không đọc mấy cái này, đố mà hiểu được. Rồi bây giờ cái check số 2, nhường câu đầu tiên của check số 2 này đi em. Dạ, câu đầu tiên là nó mình phải hỏi là cái hình thức mà mình phân, cái loại hình thức để phân tích mà mình đã làm, có nghĩa là cái loại của cái hình đó thầy. Cái loại data của mình, đúng không? Có nghĩa là bây giờ mình muốn phân tích cái gì, đúng không? Đó, mình phân tích cái nào thì mình chọn cái hình đó, cái loại hình đó, cái loại chart đó cho nó phù hợp ha. Rồi tiếp nữa Minh ơi, câu kế tiếp đi em. Bạn có cần phải chọn cái loại loại em không cần phải dịch cho tôi nghe đâu em, bây giờ em đọc đi, em dành ra 30 giây em đọc xong xuôi em diễn đạt lại bằng cái câu hỏi đó là được, em không cần phải dịch tôi nghe đâu. Tôi đâu có mắc dịch đâu, em dịch cho tôi nghe làm gì. Em chỉ cần đọc và em để vô trong đầu của em hiểu sao thì em trả lời vậy đó là được. Đó. Ừ. Dạ, cái này cần thiết đó thầy. Giống như lúc đầu bạn Hiếu, bạn có làm cái vụ mà vẽ cái hình phân tích cho hai cái continuous data, mà nếu như mà dùng cái box plot á, thì nó sẽ... nhìn vô đó thì nó sẽ biểu hiện ra không chính xác bằng dùng cái dot plot, cái scatter plot. Cho nên là tùy thuộc vào dữ liệu mình muốn phân tích thì sẽ phải lựa chọn cái loại biểu đồ phù hợp với nó. Rồi câu cuối cùng đi Giang. Hồi nãy cái câu của Phú đó, em đã làm vậy đó, thì Phú làm kiểu kia vậy á, thì sao em? Một cái alternative đó thì em thấy sao? Mình có nên không? Mình có nên phải có một cái khác để mình thay thế, để mình so sánh, đúng không? Dạ, thì cái này thì theo em cũng tùy vào trường hợp. Ví dụ như là nếu mà nó thực sự quan trọng, ví dụ làm cái abstract chẳng hạn, cho cái bài của mình thì sẽ làm nó, em sẽ cân nhắc cái alternative. Còn nếu mà không thật sự thì em có thể là chọn cái track nào nó cũng bình thường, nó miễn sao nó cũng tương đối đủ là đủ cái nội dung là được. Rồi nhưng mà ít nhất là mình cũng phải vẽ hai cách rồi xong xuôi mình so sánh, em hiểu không? Đó, mình chọn cái tốt nhất, ý là alternative là vậy đó, chứ không phải alternative là mình thay thế hẳn luôn. Có nghĩa là mình có thêm một cái option cho mình rồi xong bắt đầu mình so sánh. Có thể là 3-4 cái nữa. Và xong xuôi bắt đầu mình chọn cái nào mà mình cảm thấy được là người ta nhìn vô dễ hiểu nhất trong vòng 30 giây hay sau đó. Đúng không? Ý của người ta là vậy đó. À. Rồi, bây giờ mình đi tới cái thứ ba. Cái này thì đã nói đúng không? Cái X, Y là cái quan trọng nhất. Và những cái còn lại thì dùng cho color và shape là cái nãy nói. À. Đó, thì mọi người về nhà đọc tiếp đi ha. Chứ tôi ở đây cứ làm biến ngồi đọc quá, cứ tiếp tục đọc đi rồi trả lời. Đó, để cảm thấy cái nào mà cần thiết cho mình thì làm. Đó. Rồi,
Xong bây giờ mọi người về nhà thử làm với cái data traffic này ha. Mình đã học nãy giờ mấy cái technique hết rồi đó ha, đó từ hình ảnh legend cho tới phong rồi đủ thứ hết rồi. Bây giờ có cái data traffic này thử hiểu nó trước, xong xuôi rồi bây giờ đặt câu hỏi, rồi xong xuôi rồi tự vẽ nó ra ha. Tôi muốn là mình sử dụng cả bốn biến này luôn ha, chứ không phải sử dụng đơn giản hai biến hoặc ba biến. Tôi muốn sử dụng cả bốn biến này luôn ha. Thì vẽ một cái hình đó, hiểu nó trước, rồi vẽ một cái hình diễn đạt lại để cho tôi nhìn vô trong vòng 30 giây là tôi muốn hiểu được là cái hình của các bạn vẽ ra nó diễn đạt cái gì. Ở đây là một cái bài tập ha. Ok không? Được không? Được. Rồi. Thì ở đây tôi cũng chỉ mọi người là ở trong cái R của mình có nhiều bucket và mình cũng có nhiều data, đúng không? Đó. Nhưng bây giờ làm sao mình biết có cái gì data ở trong chổng? Nhưng mà nãy giờ mọi người cũng thấy tôi là tại sao tôi biết quá trời data ở trong cái mask, đúng không? Đó. Thì tôi phải có cách thì tôi mới biết được ha. Tôi có cách là tôi làm sao để tôi xem màn hình với mọi người. Thì trước tiên tôi phải list ra tất cả những cái bucket có trong cái những cái của tôi, đúng không? Tôi list ra tất cả, xong rồi giờ tôi chỉ quan tâm tới cái mask thôi, đúng không? Đó, mỗi cái bucket thường nó sẽ có data kèm theo đó, nhưng mà giờ nhiều quá tôi đâu có cần phải lấy hết để làm gì, đúng không? Tôi mới lấy cái mask thì tôi đánh dấu sẹt vào ha, tôi đánh chữ mask vào thì nó sẽ hiện cho tôi những cái data trong cái bucket mask của tôi, được không? Giống như hồi nãy tôi sử dụng cái bucket là biopsy thí dụ vậy, đúng không? Thì đây nó là biopsy nè, đúng không? Đó. Và thí dụ như tôi sử dụng cái bucket kế tiếp đó là housing thí dụ vậy, thì nó nằm đây nè, đúng không? Đó. Tôi chọn random đại và mọi người tôi không biết nó là gì ở trong đâu thiệt sự đó, nhưng mà tôi biết cách để lấy nó ra, đúng không? Đó. Ok không ha, chỉ rồi đó nha, mai mốt mà không biết nữa là không có chịu đâu. Rồi, như vậy là xong, thì mọi người làm bài tập cho tôi ha. Ok không? Như vậy là cả một cái việc mà tôi dạy cái data visualization đó là tôi tổng kết thành cái bài bữa nay, đúng không? Đó. Thì đây là bài cuối cùng, trách nhiệm cuối cùng của tôi. Mọi người cũng thấy là tôi làm hết mình, đúng không đó? Dĩ nhiên là còn nhiều cái để nói nữa, đúng không? Nhưng mà giờ phải cho bạn Nhường với lại bạn Giang thi chứ, đúng không? Như vậy là tuần sau là ai thi trước vậy? Tuần sau á. Dạ em á thầy. Rồi. Thì em thấy vậy là đã ổn cho tất cần tật, đúng không? Đúng không em? À, dạ. Chung của em cũng làm hơi khác chút xíu, em có làm thêm phần collect data thầy. Thì em hãy làm khác tôi đi ha, chứ đừng có làm giống như tôi. Làm giống như tôi là y như tôi làm mày còn gì nữa đâu, đúng không? Dạ dạ. Thì hôm trước thầy có họ nói em cái data mà của cái microRNA đó, thì em làm cho môn kia, thì giờ em lấy cái đó để em cho mọi người làm thử. Rồi. Em thấy làm sao nhiều? Em thấy ổn không? Dạ, em thấy ổn nè. Cái bài này giúp cho em cũng có lại nhiều cái để em làm cái bài thuyết trình tốt hơn. Rồi. Thì dĩ nhiên mình không phải chỉ có vẽ không, đúng không? Tại vì tôi đã dạy cho mọi người ở đây là tôi nghĩ là em cũng học với tôi một hai khóa trước rồi. Thì cái việc mà vẽ giống như kim cương chỉ mọi người đó, thì cái đó là mọi người tôi mặc định là biết. Chứ đáng lẽ ra là tôi phải dạy hai bài về cái đó nữa, đúng không? Đó, thì mới tới cái bài này. Nhưng mà kim cương đã giúp tôi rồi, đúng không? Và em cũng học trước rồi. Tôi không đi dạy lại cái gì mà mình đã học, đúng không? Đó. Thì như vậy là về mặt cơ bản, đúng không, mình đã nắm được là một cái data visualization thì nó phải bao gồm những thành phần nào, đúng không, và những cái gì mình phải tăng thêm, đúng không, để cho người ta dễ hiểu, và cái gì mình cần giảm đi ha. Dĩ nhiên là cái đó là theo cái cách của tôi suy nghĩ thôi ha. Cái này nó không có đúng sai đâu mọi người ha. Đó, đôi khi tôi nhìn vậy thì tôi thấy đẹp, nhưng mà mọi người nhìn thì không thấy đẹp, đúng không? Đó, bởi vậy là mấy cái chuyện mà đối với tôi nha, những cái chuyện mà thi hoa hậu đổ này kia là nhảm nhí. Đó, tại vì nhiều người nhìn thấy đẹp với còn tôi nhìn cũng thấy đẹp. Đúng không? Đó. Với lại cái chuyện ăn uống cũng vậy đó, thi đầu bếp tôi cũng thấy nhảm nhí. Tại vì biết sao? Tại vì tôi chỉ thích ăn những cái món gì mà ba mẹ tôi nấu tôi ăn hồi nhỏ thôi. Tôi nói thiệt. Đó.
Ví dụ tôi thấy sushi tôi chưa bao giờ thèm á mọi người, nói thiệt á. Ví dụ như người ta mời, tôi không trả tiền thì tôi ăn, chứ còn tôi không bao giờ mà tự trả tiền đi ăn sushi á mọi người. Tôi không thèm, tôi nói thiệt, không phải tôi kẹo hay là gì hết, tại vì tôi không thèm. Đó, ví dụ như là